Ta có hệ thống auto tu luyện chương 1583. Kiếm khí của ngọn lửa. Tô Tiểu Bạch chỉnh đốn lại tác phong chiến đấu. Hắn nhanh chóng ngưng tụ linh lực mới, sau đó vô cùng hung mảnh bắn ra kiếm khí về phía kẻ địch. Kiếm khí này làm bùng lên một ngọn lửa lớn cháy hừng hực. Đủ để thiêu đốt người ta thành tro bụi. Nên hình dung như thế nào về sự đáng sợ của ngọn lửa này. Nhìn xem những vách đá chung quanh đều bị kiếm khí này đốt cháy là có thể hiểu được chiêu thức này của tô tiểu bạch nếu đổi thành sinh vật tử linh chịu một đòn như vậy thì chắc chắn là sẽ thua bởi vì kiếm khí ngọn lửa này của tô tiểu bạch vẫn chứa đựng năng lực tinh lọc của linh lực thực lực của tô tiểu bạch chính là kinh người như vậy cho dù là một kẻ có tu vi ngàn năm căn bản không có cách nào chịu đựng được sức công kích mãnh liệt do kiếm khí của tô tiểu bạch tạo nên nhưng sự vững chắc của phong ấn này thật sự là hiếm thấy trên thế gian nó lại trực tiếp phóng ra một tấm lá trắng màu đỏ tươi, hút lấy kiếm khí này. Nhưng điều này cũng không hề cản trở được Tô Tiểu Bạch rót khí tức của ngọn lửa vào trong cơ thể của kẻ địch. Nguyên nhân là bởi vì linh lực mà Tô Tiểu Bạch phóng ra cực kỳ tinh diệu. Hắn có thể khiến cho chiêu thức chứa đựng nguyên tố của mình, dù có bị đối phương hút mất, cũng vẫn tạo nên sức ảnh hưởng mà không hề tốn chút sức lực nào. Ví dụ như khiến cho kẻ địch bị khí tức của ngọn lửa quấn quanh, chính là một trong số đó. Đây là điểm mấu chốt mà Tô Tiểu Bạch làm được trong khi chiến đấu. Trong cơ thể kẻ địch tích tụ càng nhiều khí tức của ngọn lửa, đợi đến khi Tô Tiểu Bạch kích nổ thì uy lực của vụ nổ sẽ càng mạnh hơn. Hắn coi hành động này như là một mốc quyết định thắng bại. Mà binh hồn đương nhiên là không có cách nào dựa vào sức mạnh phòng ngự bên ngoài để chống đỡ được sự tàn phá do ngọn lửa phát nổ mãnh liệt từ bên trong gây ra. Thật ra thì ngay trước mắt đã có thể nhận ra được thực lực của binh hồn này có thể nói là khiến cho người ta cực kỳ sợ hãi. Tuy rằng trong cơ thể đã có đủ nhiều khí tức của ngọn lửa, nhưng hoàn toàn không thể nhìn thấy binh hồn này lùi bước. Hắn vẫn cực kỳ hung mãnh như lúc đầu, không ngừng phóng ra sự công kích mãnh liệt, khiến người ta nhìn thấy đã cảm thấy sợ hãi. Tô Tiểu Bạch biết rõ sự mạnh mẽ của binh hồn này. Bởi vậy, hắn lựa chọn không cứng đối cứng với kẻ địch. Dựa vào sự thăm dò của Tô Tiểu Bạch, chỉ dựa vào sức mạnh thì binh hồn này còn hơn xa hắn. Đây đều là do sự mạnh mẽ của phong ấn. Tô Tiểu Bạch sẽ không muốn tiếp tục thử chịu sự công kích của kẻ địch. Hắn sẽ thử né tránh sự công kích để tìm kiếm cơ hội, đến lúc đó tùy cơ ứng biến, cho đối phương một đòn trí mạng. Đây là bí quyết dùng trí thắng trí của Tô Tiểu Bạch, là một cách hay để hắn chiến thắng kẻ địch. Suy nghĩ này của Tô Tiểu Bạch là vô cùng chính xác. Nhưng mà thật ra cũng không dễ để làm được đến bước kia Dù sao thì năng lực phòng ngự kẻ địch thật sự là quá mức mạnh mẽ Tô Tiểu Bạch không thể không không ngừng né tránh sự công kích của kẻ địch Đồng thời công kích nhỏ lẻ để dụ kẻ địch lộ ra sơ hở Chỉ có thể nói, năng lực quan sát của Tô Tiểu Bạch vẫn mạnh mẽ như cử Hắn thật sự đã tìm ra được sở hở để mình dễ dàng ra tay trong khi kẻ địch không ngừng tấn công Tô Tiểu Bạch đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này lập tức ra tay công kích kẻ địch trong nháy mắt kiếm phong của tô tiểu bạch lóe lên ánh sáng sắc lạnh trong phút chốc hàng quan lại chuyển hóa thành ánh sáng màu xanh ngọn lửa đang bừng cháy trên thanh kiếm này biến thành lửa băng ngọn lửa này có thể đốt cháy đồng thời đông cứng tổn thương đối phương có thể nói đây là hai thuộc tính pháp thuật cực kỳ cường đại hòa hợp với nhau chỉ có tô tiểu bạch làm được chuyện kinh người như thế lại có thể đồng nhất hai thuộc tính tương khắc với nhau Tô Tiểu Bạch hét lớn một tiếng, bắn kiếm khí ra. Kiếm khí dũng mãnh cứ như vậy điên cuồng bắn mạnh về phía trước. Kiếm khí này vừa nóng bức. Lại băng giá cực độ. Khi Kha Sương Kha Tuyết nhìn thấy chiêu thức này thì lập tức cảm thấy hưng phấn lên. Làm sao mà người bình thường lại có thể dùng được chiên thức kinh người như vậy chứ? Chỉ có người đàn ông mạnh mẽ nhất của các nàng, Tô Tiểu Bạch, mới có thể làm được điều này. Cũng vì vậy mà có thể chứng minh được một chút thực lực của Tô Tiểu Bạch ngay cả người không chuyên nghiệp khi nhìn thấy tô tiểu bạch lại có thể sử dụng pháp thuật kỳ tích như vậy cũng sẽ vô cùng sợ hãi lập tức sẽ hiểu được tô tiểu bạch mạnh mẽ đến mức độ nào điều này là hiển nhiên hoàn toàn không cần phải ngạc nhiên như vậy rốt cuộc tô tiểu bạch đã nhìn thấy quá nhiều vẻ mặt kinh ngạc của người khác hắn đã quá quen với mọi thứ rồi rốt cuộc thì chiêu thức này của tô tiểu bạch đáng sợ đến mức nào chỉ cần ngẫm lại thuộc tính băng chẳng có liên quan gì đến thuộc tính hỏa thì sẽ lập tức ngầm hiểu. Đương nhiên, nhận ra được điều này chẳng qua cũng chỉ là thấy được một tầng ý nghĩ dễ nhìn thấy nhất mà thôi. Điều chân chính khiến cho Tô Tiểu Bạch trổ hết tài năng, không chỉ là một chút lý giải như vậy mà thôi. Đây là lý do vì sao những tu luyện giả sở hữu thực lực càng mạnh, thì sau khi nhìn thấy pháp thuật của Tô Tiểu Bạch sẽ càng thêm giật mình thất sắc. Bởi vì, bọn họ nhận ra được nhiều điều. Mà người càng nhận ra được nhiều điều, thì càng hiểu được rốt cuộc thì tô tiểu bạch này có chỗ nào mạnh bọn họ mới có thể chân chính hiểu được độ khó khi thi pháp những pháp thuật của tô tiểu bạch thật ra nếu dựa vào những hiểu biết của tu luyện giả về pháp thuật nguyên tố để phân loại thì đối với những lý giải của tô tiểu bạch cũng sẽ phân ra cái cao cái thấp người có đẳng cấp bình thường chẳng qua khi nhìn thấy tô tiểu bạch có thể vận dụng kết hợp hai loại nguyên tố trái ngược với nhau cảm thấy thì ra nó có thể vận dụng được như vậy cũng không phải hoàn toàn không có khả năng thi triển vì vậy mà cảm thấy chấn động nhưng đối với những người có đẳng cấp cao siêu thì sao thứ mà bọn họ nhìn thấy không chỉ có vậy thôi bọn họ sẽ cảm thấy tô tiểu bạch này thật sự là quá mạnh lại có thể tiến hành điều chỉnh và sắp xếp mỗi một chi tiết sau khi tách rời hai loại nguyên tố này ra rồi sau đó hợp nhất chúng lại với nhau người thực sự hiểu được nguyên lý sẽ biết được độ khó của thao tác trong mỗi một bước mà không phải chỉ đơn giản cảm thấy là loại chuyện này chẳng qua cũng chỉ thay đổi từ cái không có khả năng thành cái có khả năng thực hiện mà thôi nếu như chỉ đơn giản chỉ suy nghĩ được như vậy thì căn bản không có cách nào biết chính xác được là rốt cuộc tô tiểu bạch lợi hại như thế nào bởi vì về bản chất bọn họ đã không hiểu được điểm mạnh của tô tiểu bạch nằm ở đâu điều này sẽ dẫn tới bọn họ sẽ ghi nhớ trong lòng một định nghĩa trống không là tô tiểu bạch rất mạnh căn bản sẽ không cẩn thận phân tích và tìm hiểu vì sao tô tiểu bạch lại vĩ đại như vậy mà này đối với một người chân chính theo đuổi học thức và tu luyện mà nói đương nhiên là không thể chấp nhận được chuyện này sự đặc biệt của tô tiểu bạch được thể hiện qua cách lý giải thông thường của người bình thường căn bản không thể lý giải được hết từ điểm này có thể nhận ra rằng tô tiểu bạch siêu phàm thoát tục cỡ nào quan niệm của người bình thường thực sự có thể trói buộc được hắn sao đương nhiên là không được năng lực của Tô Tiểu Bạch chính là khủng bố như vậy. Lúc này, sóng kiếm lửa băng của hắn đột nhiên đánh lên trên người kẻ địch, lập tức đánh bay nó. Kiếm khí vô cùng sắc bén. Áo giáp trên người kẻ địch suýt chút nữa đã bị chém rách bởi một đòn tấn công mạnh mẽ mà hữu lực này. Đương nhiên là điểm này không phải là điểm quan trọng nhất. Thứ chân chính khiến cho lực sát thương của kiếm khí giá lạnh trở nên mạnh hơn, là sương lạnh kết hợp cùng lửa cháy nếu tách riêng hai thứ này ra thì mỗi một nguyên tố đều vô cùng cường đại nhưng nếu như chúng nó hợp nhất lại với nhau thì sao không cần phải nghi ngờ là đã làm cho kẻ địch bị thương nặng bình thường mà nó nếu một cái kẻ địch cùng một lúc chịu sự tấn công của ngọn lửa và hàng khí như vậy hai loại sức mạnh này có thể duy trì giữ vững được thế cân bằng tiến hành triệt tiêu lẫn nhau nhưng mà giờ phút này tình hình lại không giống như vậy kẻ địch hứng chịu công kích đồng thời sẽ chịu lực sát thương nhưng mà hai loại thuộc tính này lại không triệt tiêu lẫn nhau bởi vì đây là do tô tiểu bạch tự mình dung hợp chúng lại với nhau mà không cần nói cũng biết được là năng lực điều hòa phối hợp những nguyên tố bất đồng của tô tiểu bạch tuyệt đối cực kỳ vững chắc có thể nhận ra được thực lực của hắn thông qua thuộc tính đối lập của sóng kiếm có thật là người bình thường cũng có khả năng bắn ra sóng kiếm có thuộc tính đối lập phức tạp cỡ này sao đương nhiên là không có khả năng Đối với người bình thường mà nói, nếu muốn bắn ra sóng kiếm có thuộc tính đôi đều đã là bất khả thi rồi. Huống chi Tô Tiểu Bạch lại sử dụng hai thuộc tính có tính chất xung khắc với nhau, nhưng đây tuyệt đối không phải là trò đùa. Chiêu thức của Tô Tiểu Bạch kinh người đến mức khủng bố như vậy, khi kẻ địch bị hung hăng đánh bay cũng là lúc trên người bốc lên ngọn lửa và phát ra hàng khí. Sóng kiếm này gần như là có thể cắn nuốt, đốt cháy hết tất cả mọi thứ. Đồng thời, lại có thể khiến cho kẻ địch cảm nhận được giá lạnh cực hạn nếu như là người bình thường lúc này tất nhiên là sẽ đau đớn đến mức chỉ cầu được chết vì thế nên đương nhiên kẻ địch sẽ bị thiêu đốt bỏng rác cực kỳ nghiêm trọng mà mọi người đều biết bỏng rác là cực kỳ đau đớn thiêu chết có thể gọi là một cái chết đau đớn nhất không chỉ có như vậy hắn còn sẽ cảm nhận được cảm giác rét buốt của mùa đông khi đứng dưới một trận tuyết lớn loại rét lạnh này là cực kỳ đau đớn quá trình bị đông lạnh đến chết cũng là vô cùng khó chịu như vậy được trải nghiệm cùng lúc hai loại cảm giác này sẽ mang đến cho người ta cảm nhận như thế này đương nhiên là không cần nhiều lời nhất định là đáng sợ tới cực điểm rồi đến ngay cả tô tiểu bạch mà còn khó có thể tưởng tượng ra được cảm giác này nhưng mà hắn không hề muốn nương tay chút nào mà kịch liệt đã kích cho kẻ địch đau đớn tô tiểu bạch này yêu ghét rõ ràng nên xuống tay thì tuyệt đối sẽ không nương tay hắn vẫn luôn thống nhất nguyên tắc hành sự như vậy. Đó chính là đối với kẻ địch phải rét lạnh tàn nhẫn như trời đông, đối với bạn bè phải ấm áp như mùa xuân. Có thể nhận ra được điều này từ cách hắn đối xử ra sao với thi cốt đạo nhân và những kẻ địch, cùng với việc hắn đối đãi với đám người thôi trường phong ra sao. Trước cuộc thì tính cách của Tô Tiểu Bạch như thế nào, qua đó ta có thể nhận ra được một chút. Có thể nói, bất cứ người tốt nào đều cảm thấy Tô Tiểu Bạch này thật sự là đáng giá kết giao mà những kẻ có tâm thuật bất chính tất sẽ vô cùng sợ hãi hắn ta vì sao như thế tất nhiên là bởi vì tô tiểu bạch chưa bao giờ sẽ buông ta cho bất kỳ kẻ ác nào tô tiểu bạch thay trời hành đạo bởi vì hắn có sức mạnh tự nhiên cường đại mới có thể nhiều lần thành công hôm nay khi hắn tham gia khảo nghiệm cũng muốn giúp hết sức mình tất nhiên cũng là vì có thể thông qua khảo nghiệm có được bảo bối cường đại mà được cất giấu bên trong cổ mộ tô tiểu bạch thực xác định chính mình cần thiết phải được đến nó bởi vậy đương nhiên là hắn sẽ dốc hết toàn bộ tiềm lực của mình mạnh mẽ công kích kẻ địch chỉ thấy lúc này dưới sự công kích mạnh mẽ của tô tiểu bạch mà binh hồn hung hăng tê liệt ngã xuống trên mặt đất phát ra một tiếng trống giận ngay sau đó nó liền bắn ra một đám ánh sáng màu đen xua tan ngọn lửa cùng hàng khí trên người tô tiểu bạch thấy thế giật mình dù gì thì chiêu thức này thật sự đủ khiến người ta không thể tưởng tượng nổi thứ ánh sáng màu đen kia lại có thể xua tan đi lực sát thương liên tục được tạo thành từ sóng kiếm sao nó lại có hiệu quả đáng sợ như vậy thật sự là khiến người ta cực kỳ kinh ngạc cô tiểu bạch có thể nói là nhanh chóng quyết định lập tức động thủ công kích hướng về phía kẻ địch kiếm của hắn phát ra ánh sáng cực kỳ mãnh liệt chói chang trong phút chốc đã bắn ra một đạo kiếm khí mãnh liệt vô cùng trong nháy mắt khi kẻ địch bị kiếm khí công kích vội vàng né tránh lên ngay sau đó, hắn bỗng thép lên, nơi vết kiếm chém trên cơ thể hắn nổi lên một tia huyết quang. Huyết quang cực kỳ khiến cho người ta sợ hãi. Trong nháy mắt, khi Tô Tiểu Bạch nhìn thấy nó thì đã vội vàng né tránh. Sự thật chứng minh, Tô Tiểu Bạch đã phán đoán chính xác. Bởi vì cùng với một trận linh lực vặn vẹo và chấn động, kẻ địch đã vung vũ khí lên, bắn ra sóng kiếm huyết quang mãnh liệt vô cùng. Một giây tiếp theo, suýt chút nữa thì Tô Tiểu Bạch đã bị sóng kiếm này đánh chết. Cũng may, hắn rất nhanh đã lấy lại được thăng bằng. Thậm chí, còn bắt lấy một cơ hội, vung trường kiếm của chính mình lên, triệu hồi ra sóng sương lạnh cực kỳ mãnh liệt, lại bắn nó về hướng kẻ địch. Một trận chiến kịch liệt như vậy, trong lúc nhất thời khiến cho Kha Sương Kha Tuyết vô cùng lo lắng. Các nàng không ngừng quan sát Tô Tiểu Bạch chiến đấu với binh hồn này, không biết là có nên hỗ trợ không? Tô Tiểu Bạch là người nào chứ? Phản ứng của hắn vô cùng nhạy bén, hơn nữa bởi vì rất quen thuộc với hai tỷ muội cho nên cũng có thể hiểu được suy nghĩ của các nàng bởi vậy tô tiểu bạch lập tức liền đoán được các nàng rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì cho nên lập tức hô to một tiếng nhắc nhở các nàng không cần làm chuyện ngốc tô tiểu bạch nói kha sương kha tuyết đừng tới đây chỗ này quá nguy hiểm nhưng là nghe ta các ngươi trốn cho kỹ vào người này giao cho ta đối phó là được Tô Tiểu Bạch nói như vậy, không ngừng múa lưỡi kiếm sắc bén, công kích về hướng kẻ địch. Kẻ địch cũng không ngừng vung vũ khí, bổ về phía Tô Tiểu Bạch. Đồng thời, không ngừng bắn ra huyết quang kinh khủng khắp bốn phương tám hướng. Kha Sương Kha Tuyết phát hiện, tốc độ bắn ra của nó cực kỳ cực nhanh, nếu phải tránh nó ở cự ly gần, thì chưa chắc các nàng có thể tránh được. Nhưng đổi lại là Tô Tiểu Bạch thì sao? Tất nhiên là không giống nhau. Tô Tiểu Bạch có thể đường đường chính chính đối đầu với nó. Hơn nữa, dựa vào tốc độ phản ứng của Tô Tiểu Bạch, muốn né được bất kỳ đòn công kích nào của kẻ địch thì chỉ là chuyện vặt mà thôi. Sức chiến đấu của Tô Tiểu Bạch đáng sợ như vậy đấy. Chính là bởi vì hắn có được thực lực khủng bố như vậy, mới có thể khiến cho tất cả mọi người phải cảm thấy run rẩy. Hiện giờ, đối với Tô Tiểu Bạch mà nói, kẻ địch trước mắt này càng thêm đáng để chú ý, đáng càng thêm khiến hắn phẫn nộ rồi nó lại muốn làm tổn thương đến kha sương kha tuyết cứ cho là nó không phải cố ý nhưng nó đúng là đang làm như vậy tô tiểu bạch hoàn toàn không thể chịu đựng được chuyện này hắn dứt khoát phải diệt trừ kẻ này như thế mới có thể coi như là kết thúc bất kỳ ai cũng không thể làm thay đổi thái độ bảo vệ của tô tiểu bạch đối với hai tỷ muội thanh khâu hồ chỉ có những người biết được bọn họ đã cùng nhau trải qua những gì mới có thể hiểu được lý do vì sao Tô Tiểu Bạch lại cực kỳ coi trọng chuyện này đến như vậy. Hắn cực kỳ quan tâm đến sự an toàn của các nàng. Trên cuộc hành trình này của Tô Tiểu Bạch, hắn đã cùng các nàng trải qua rất nhiều sóng to gió lớn. Đương nhiên là hắn có thể đưa ra được những phán đoán cực kỳ chính xác phù hợp với tình hình, có thể nhận ra được rốt cuộc thì kẻ địch nào phù hợp để cho hai tỷ muội thanh khâu hồ đối phó. Cái gì mà kẻ địch, trăm triệu lần đều không được. Tô Tiểu Bạch quyết định đánh nát áo giáp của kẻ địch. Chỉ có như vậy, sau này khi tiến hành kích nổ mới dễ dàng hơn. Suy đoán của Tô Tiểu Bạch không hề sai lầm. Bởi vì, những phương án tác chiến của hắn đều không phải tùy tiện suy đoán ra, mà là trải qua sự suy nghĩ phán đoán một cách logic. Không hề sai. Tô Tiểu Bạch chính là người như vậy. Tất cả những phán đoán mà hắn đưa ra đều dựa vào những bằng chứng cụ thể. Cũng chính là vì vậy mà Tô Tiểu Bạch mới có thể có được những ưu thế to lớn đến vậy. Tô Tiểu Bạch cho rằng, nếu muốn đánh nát áo giáp của kẻ địch cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bởi vì áo giáp mà binh hồn này mang trên người cũng không hề bình thường. Hắn có thể dựa vào linh lực phân tích phát hiện ra là chiếc áo giáp này của kẻ địch được bảo vệ bởi pháp trận. Trên chiếc áo giáp này tồn tại một phong ấn cực kỳ cường đại. Nếu không nghĩ cách giải trừ phong ấn này, như vậy thì gần như là không có cách nào tốt hơn để đánh nát nó. Tô Tiểu Bạch cắn chặt răng, cố hết sức suy nghĩ, muốn nhanh chóng nghĩ ra cách làm như thế nào để tấn công kẻ địch mà khiến cho chiếc áo giáp bảo vệ thân thể của nó bị đánh nát. Không hề dễ dàng. Nhưng nếu như không làm được một bước này, chỉ sợ là một loạt hành động kế tiếp cũng chẳng có thể nào mang lại hiệu quả đặc biệt được. Tô Tiểu Bạch càng nghĩ càng cảm thấy việc này quá khó giải quyết. Không có gì cách nào tốt hơn để giải quyết vấn đề này. Nhưng mà cứ như vậy mà bỏ cuộc sao? tất nhiên là không thể nào tô tiểu bạch chưa bao giờ là một kẻ dễ dàng từ bỏ thậm chí có thể nói hắn hoàn toàn không biết hai chữ từ bỏ này được viết như thế nào trong từ điển của hắn căn bản là không tồn tại hai từ này bởi vì tô tiểu bạch vẫn luôn có được tinh thần đấu tranh bền bỉ dẻo dai cho nên mới có thể mạnh mẽ được như vậy từ trước đến nay thực lực của hắn không phải đột nhiên mà có được như vậy đúng vậy không sai hệ thống tu luyện cũng đã mang lại không ít sự trợ giúp cho hắn nhưng mà tô tiểu bạch cũng không phải là người xuyên không chỉ biết thể dựa vào hệ thống sở dĩ hắn có thể trở nên mạnh mẽ giống như bây giờ gần như đã trở thành pháp sư cấp tông sư chủ yếu là bởi vì niềm tin của hắn vẫn luôn vô cùng kiên định mà chỉ có như thế tô tiểu bạch mới có thể càng ngày càng mạnh thêm đây chính là nguyên nhân mấu chốt khiến hắn có thể trở nên mạnh mẽ như vậy theo như suy nghĩ của tô tiểu bạch thì một cường giả chân chính là phải như vậy đương nhiên là bọn họ đều là trải qua vô số sự trải nghiệm sẽ không bao giờ cúi đầu trước thất bại cho nên cuối cùng mới có thể trở nên mạnh mẽ như vậy không tô tiểu bạch vô cùng khẳng định tính chính xác và sự tất yếu trong hành vi của chính mình theo như suy nghĩ của tô tiểu bạch kẻ địch đứng ở trước mặt hắn này là cực kỳ mạnh mẽ áo giáp của hắn cũng rất kiên cố nhưng mà đối với hắn mà nói Tất cả những thứ này đều cũng không đủ để tạo nên ý nghĩa chân chính của sự uy hiếp. Dù sao thì Tô Tiểu Bạch vẫn luôn tin tưởng chắc chắn vào một điều. Đó chính là chỉ cần có niềm tin vững chắc thì có thể vượt qua muôn vàng khó khăn. Cũng bởi vì có niềm tin vững chắc mà sức mạnh tự nhiên của hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thực lực của Tô Tiểu Bạch vẫn luôn khủng bố như vậy. Sự quyết đoán mà hắn biểu hiện ra tất nhiên cũng là như thế. Một người chỉ cần có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy hắn cũng chưa được gọi là mạnh mẽ thực sự nếu như tất cả mọi thứ trong tâm tính của người đó đều mạnh mẽ đến mức không thể nào bác bỏ được thì người như vậy mới thực sự được gọi là mạnh mẽ khiến người ta kính sợ không thể không bội phục tô tiểu bạch chính là một cường giả chân chính đáng để mọi người kính sợ có thể nhìn ra rõ ràng được điều này nhờ vào chiêu thức tiếp theo sau đây mà hắn sử dụng chiêu thức này bắt buộc phải tập trung tinh thần yêu cầu sức mạnh tinh thần cực kỳ mạnh mẽ nếu không có đủ ý chí mạnh mẽ không có đủ sự tập trung tinh thần thì không thể nào sử dụng thành công chiêu thức này bởi vì chiêu thức mà trước mắt tô tiểu bạch sẽ thực hiện có tính nguy hiểm cực cao nếu không làm được thì căn bản không thể nào đạt tới mục đích phải biết rằng sau khi tập trung cao độ tinh thần rồi sử dụng pháp lực hóa giải cũng không phải ai cũng có thể làm được chuyện này đặc biệt là trong tình huống khi kẻ địch đang được che chở bởi pháp thuật phong ấn nếu gắn gượng thực hiện việc hóa giải mà tinh thần tập trung không cao độ thì sẽ xảy ra một chuyện đó chính là pháp lực bị phản vệ sẽ tạo thành tổn thương cực kỳ nghiêm trọng cho chính bản thân hắn đây là chuyện mà tô tiểu bạch hoàn toàn không mong muốn gặp phải một khi xuất hiện tình huống ngoài ý muốn như vậy không thể nghi ngờ gì nữa là hắn chắc chắn sẽ thua trong trận chiến lần này bởi vì bây giờ chính là thời điểm mấu chốt mà cần dùng đến rất nhiều pháp lực nếu ngay lúc này mà pháp lực chịu tổn thương, như vậy thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Tô Tiểu Bạch có thể sẽ mất đi sự điều khiển linh lực và năng lực chiến đấu cùng kẻ địch ngay lập tức, không khác gì trực tiếp bị tuyên án tử hình. Gần như là không hề khác nhau. Tô Tiểu Bạch phải làm sao để chiến đấu với kẻ địch mạnh mẽ đến như vậy trong khi bản thân hắn không thể sử dụng được linh lực đây? Chỉ cần suy nghĩ cũng biết đây là hoàn toàn là điều không thể nào thực hiện được. Tô Tiểu Bạch hiểu rất rõ chuyện này hắn hiểu rất rõ ngay bây giờ chuyện mà bản thân hắn cần phải làm là cái gì tất nhiên chính là phải thực hiện việc hóa giải một cách hoàn hảo không tì vết từ đó có thể phá hư phong ấn bảo vệ áo giáp của kẻ địch chỉ có như vậy mới có thể dùng trạng thái tốt nhất để đối phó với kẻ địch tô tiểu bạch hiểu rõ mình có thể làm được chuyện này hắn chỉ cần kiên nhẫn cẩn thận thêm một chút nữa điều đầu tiên mà hắn cần phải làm được đó là tránh được tất cả những đòn công kích mà kẻ địch tạo nên đối với tô tiểu bạch mà nói chuyện này cũng chẳng khó khăn gì có thể nói khả năng né tránh của hắn đã đạt tới mức khủng bố mà những đòn công kích của kẻ địch càng thêm dày đặc mà tô tiểu bạch vẫn không cần tốn nhiều sức không ngừng né tránh cũng nắm lấy cơ hội phân tích áo giáp của kẻ địch rất nhanh tô tiểu bạch đã biết được kết cấu linh lực của nó điều này càng làm cho hắn thêm chắc chắn phong ấn này không giống với phong ấn của cổ mộ mà nó chỉ là phong ấn phía trên của áo giáp mà thôi và có thể bị phá giải vì thế tô tiểu bạch lập tức hành động việc này không nên chậm trễ hắn lập tức bắn một tia sáng về hướng kẻ địch ngay lập tức tia sáng này đã khiến cho kẻ địch kinh sợ lui về sau hai bước tô tiểu bạch thừa dịp này lập tức bước lên đánh ra một chưởng một chưởng này cũng có cách lý giải nó cũng không phải là một chiêu thức đánh ra một cách tùy ý một chữ này của tô tiểu bạch có chứa đựng linh lực cực kỳ cường đại hơn nữa nó đập về hướng yếu nhất của phong ấn trên ngực kẻ địch một chiêu này vừa vặn có thể khiến cho phong ấn của kẻ địch nhận phải sự phá giải mà vỡ ra bởi vậy lực sát thương trong chiêu thức này của tô tiểu bạch có thể nói là tương đối kinh người một loại sức mạnh kiểu kinh thiên địa kiếp quỷ thần chữ lực của tô tiểu bạch trực tiếp khiến cho áo giáp hoàn hảo của kẻ địch chịu sự tàn phá nghiêm trọng phong ấn tức khắc tan vỡ khiến cho sự bền chắc của áo giáp biến mất. Ngay sau đó, Tô Tiểu Bạch lại đá thêm một đá. Một đòn này vô cùng lợi hại. Nó trực tiếp khiến cho áo giáp tan vỡ ra. Cảnh tượng này thật sự khiến cho Kha Sương Kha Tuyết cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Tô Tiểu Bạch thật sự đã làm được. Thành công. Tô Tiểu Bạch nhìn thấy này binh hồn hứng trọn lấy một đòn tấn công nghiêm trọng như vậy, lập tức cảm thấy rất hưng phấn. Điều này là đương nhiên. Bởi vì một chiêu này của Tô Tiểu Bạch tràn ngập khí tức túc sát. Điều này có nghĩa là gì? Đương nhiên ý nghĩa của nó là vừa tràn ngập uy lực đồng thời lại chứa đựng linh áp vô cùng hung mãnh. Cái gọi là linh áp chính là sử dụng một phương thức tràn ngập địch ý và uy nghiêm phát ra linh lực. Mà khí tức túc sát lúc này của Tô Tiểu Bạch có tính chất giống như vậy. Khí tức mà hắn bắn ra đủ để khiến cho nhân tâm kinh run sợ, thậm chí là ruột gan gần nứt ra. Bất kỳ kẻ nào cũng đều không thể đoán trước được điều này. Không chỉ có binh hồn không ngờ tới một chiêu này của Tô Tiểu Bạch lại có thể dũng mãnh đến như thế, ngay cả Kha Sương Kha Tuyết cũng vậy, bọn họ đều cảm thấy ngạc nhiên thất sắc. Mà chính là vì vậy, binh hồn càng thêm ý thức được là rốt cuộc Tô Tiểu Bạch không hề đơn giản. Có thể nói là thực lực Tô Tiểu Bạch luôn luôn bị người ta xem nhẹ. Điều này có thể nhận ra từ sát ý đáng sợ mà hắn phô bày ra trước mắt, thanh kiếm của hắn sắc bén vô cùng. Khí tức túc sát lúc này cũng vô cùng kinh người. Tuy rằng binh hồn là sinh vật bất tử, nhưng khi đối mặt với chiêu thức mạnh mẽ như vậy của Tô Tiểu Bạch, cũng có chút không thể chống đỡ được. Nó giật mình thất sắc, không khỏi liên tục lui về phía sau vài bước, thật là quá mạnh mẽ. Ngay cả khi còn sống nó cũng chưa từng được nhìn thấy khí tức túc sát khủng bố như thế. Không ngờ tới, sau khi chết lại có thể may mắn được nhìn thấy. Có thể nói là là tam sinh hữu hạn. Bởi vì bao nhiêu người ngay cả khi bị người ta giết chết cũng chưa từng cảm nhận được khí tức túc sát khủng bố lạnh thấu xương như vậy. Có lẽ nhìn từ một góc độ nào đó mà nói thì đây là một chuyện tốt. Dù sao thì những ai chưa thật sự nhìn thấy khí tức túc sát cường đại, sẽ không cảm nhận được sự sợ hãi kịch liệt như vậy. Thật ra thì bản thân Tô Tiểu Bạch cũng đã một kẻ quá đáng sợ. Vốn dĩ cần phải có dũng khí nhất định mới có thể đối mặt được với hắn. Con Linh cũng không phải là không biết sợ hãi bọn họ vẫn giữ lại bản năng sợ hãi khi còn sống. Sức mạnh của Tô Tiểu Bạch đủ khiến cho người ta nhìn thấy phải rung tay rung chân. Húng hồ gì là một kẻ đã hứng lấy sự công kích thật sự của hắn chứ? Này, tất nhiên là càng khiến cho Vong Linh cảm thấy sợ hãi cực độ. Đương nhiên, nếu một chiêu vừa rồi của Tô Tiểu Bạch không đánh nát áo giáp của hắn thì cũng thôi đi. Nhưng mà, lúc này áo giáp của hắn đã bị đánh cho vỡ nát rơi đầy đất. Trong tình trạng này, làm sao hắn còn có thể giữ được bình tĩnh? Sao có thể? Chiêu thức của Tô Tiểu Bạch đúng là có lực sát thương như vậy. Mức độ đáng sợ của nó hơn xa những chiêu thức phá áo giáp bình thường. Thật sự là khiến cho binh hồn cảm thấy vô cùng chấn động. Dù sao thì bất kỳ ai cũng đều hiểu rõ, bản thân của chiêu thức phá áo giáp là pháp thuật đơn thuần. Có nghĩa là khi thi pháp không thể tùy tiện thêm vào bất kỳ ký tức gì, nói cách khác, chính là một pháp thuật vô thuộc tính. Đương nhiên, trong rất nhiều trường hợp, cái gọi là vô thuộc tính cũng có thể đại diện cho bất kỳ thuộc tính nào. Cái gọi là vô có lẽ là chỉ hư vô. Như vậy vô thuộc tính thậm chí có thể gọi là toàn thuộc tính. Đương nhiên, cho dù là như thế nào đi nữa, thì sự thật là Tô Tiểu Bạch đã thêm vào khí tức túc sát trong chiêu thức phá áo giáp, khiến cho nó có tính chất phá hủy. Tô Tiểu Bạch chính là người như vậy. Chiêu thức của hắn mạnh mẽ đến vậy, khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi mà sợ hãi chính là vũ khí tốt nhất để thuần phục đối phương. Tô Tiểu Bạch luôn biết cách điều khiển sự sợ hãi, biến nó thành công cụ của mình. Kẻ địch cảm thấy cực kỳ khó hiểu với năng lực phá giáp của Tô Tiểu Bạch. Thật ra thì Tô Tiểu Bạch cũng có thể hiểu được vì sao bọn họ lại cảm thấy chấn động như thế. Dù sao thì chiêu thức của Tô Tiểu Bạch luôn vô cùng mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức chính bản thân hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Điều này cũng bình thường dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên tô tiểu bạch sử dụng chiêu thức phá giáp tinh vi như thế người bình thường hoàn toàn không có cơ hội sử dụng đến nó còn vì sao lại như vậy cũng không khó có thể lý giải đương nhiên chính là bởi vì đây là lần đầu tiên mà tô tiểu bạch gặp phải một kẻ địch khiến cho hắn xuất hiện ý muốn cần thiết phải phá giáp đến như vậy áo giáp của kẻ địch còn chưa bị đánh nát thì hắn khó có thể thực hiện những công kích có hiệu quả cho nên cần phải nghĩ cách để loại bỏ đi thứ trang bị cực kỳ chắc chắn mà khó giải quyết kia như thế mới có thể làm giảm năng lực phòng ngự của kẻ địch như vậy thì một loạt kỹ thuật chiến đấu mới có thể có tác dụng nếu không công kích mà không thể đánh vào người kẻ địch thì còn có nghĩ lý gì chứ tất nhiên là không tồn tại bất kỳ ý nghĩa gì rồi hắn đã có một loại ý tưởng để tô tiểu bạch hắn nên làm như thế nào để chiến thắng kẻ địch hắn biết rõ cuối cùng mình phải đạt được đến mức độ nào thì mới có thể tạo ra được sự uy hiếp lớn nhất đối với kẻ địch này điều này tô tiểu bạch đã từng tỉ mỉ suy nghĩ mà cuối cùng hắn cũng đã có được đáp án đáp án của tô tiểu bạch rất đơn giản đó chính là phải nghĩ ra cách tiếp tục rót nhiệt năng vào thuận lợi cho việc lúc sau tiến hành kích nổ trực tiếp tạo thành vết thương chí mang từ bên trong của kẻ địch đương nhiên điều này cũng không dễ dàng bây giờ còn phải làm suy yếu nhiều hơn nữa năng lực chống trả bên ngoài của kẻ địch mới được tất cả những điều này cũng chỉ vì nhanh chóng tích lũy thêm nhiệt năng đồng thời cũng là chuẩn bị sẵn sàng cho nhát kiếm cuối cùng từ trước đến nay tô tiểu bạch đều vô cùng coi trọng công tác chuẩn bị có thể nhận ra được điều này từ tối hôm qua khi hắn đi vào trong lối vào của ma vực mà lại không tiến vào bên trong hắn lựa chọn việc đi ngủ để hồi phục thể lực điều này đầy đủ để chứng minh tâm tư của tô tiểu bạch chu đáo đến mức nào lối suy nghĩ rất chu đáo chặt chẽ hắn thật sự đã nghĩ đến tất cả mọi khả năng điều này làm sao mà có thể không khiến cho tô tiểu bạch biến mạnh hơn được chứ cho đến bây giờ tô tiểu bạch chính là người như vậy tất nhiên là không cần phải nói nhiều về sự mạnh mẽ của hắn hắn luôn luôn coi trọng bất kỳ một điểm yếu nào của mình hơn nữa dùng công tác chuẩn bị chu toàn và ưu thế về những mặt khác để bù vào thật sự nếu như nói ra tô tiểu bạch có rất ít nhược điểm cẩn thận ngẫm lại tuy rằng nói mỗi người đều có nhược điểm của chính mình nhưng rốt cuộc thì tô tiểu bạch có điểm yếu ở đâu điều này gần như là không tồn tại ít nhất thì bản thân tô tiểu bạch chưa nghĩ tới vấn đề này đang nói đến những điểm yếu đủ để khiến cho tô tiểu bạch lộ ra những khuyết điểm trí mạng mà không phải nói đến những hoàn cảnh bất lợi như vậy tô tiểu bạch thật sự không có điểm yếu nói cách khác tuy chưa thể nói tô tiểu bạch là hoàn hảo nhưng ít ra cũng gần là như vậy lúc này có thể nhận ra được binh hồn cùng tô tiểu bạch đều xuất hiện cảm giác hoàn toàn khâm phục còn có một chút cảm giác anh hùng coi trọng anh hùng đối với thực lực của đối phương điều này đúng là khiến cho người ta cảm thấy giật mình và xúc động cái gọi là anh hùng trên thực tế lại là thứ gì có lẽ chính là trong quá trình theo đuổi một con đường nào đó người đó cố hết sức mình làm ra những hành động cử chỉ anh dũng. Người như vậy thì xứng được xưng là anh hùng. Lúc này, binh hồn nhìn Tô Tiểu Bạch, lại gầm lên một tiếng. Từ trong tiếng gần này, Tô Tiểu Bạch nghe thấy được tất cả mọi thứ. Hắn cũng muốn bộc lộ cảm xúc, cũng gầm lên một tiếng. Trong nháy mắt, hai người cùng bộc phát ra khí tức túc sát. Mà thanh kiếm của Tô Tiểu Bạch lúc này cũng bừng lên một luồng sáng. Ngay sau đó, Tô Tiểu Bạch liền hét lớn một tiếng. Tiếng hát này phản phất cùng tạo nên cộng hưởng với kẻ địch. Đây là minh chứng của cường giả. Hơn nữa, điều này còn tượng trưng cho hai bên đều là cường giả. Sức chiến đấu của Tô Tiểu Bạch kinh người đến cực điểm, có thể nói là từ xưa đến nay vô cùng hiếm thấy. Còn về phần binh hồn kia tất nhiên cũng là như thế. Tiếng thét của hắn tràn ngập khí thế. Trong khoảnh khắc đạt đến mức kinh thiên động địa. Sau khi hai người gào lên, tất nhiên sẽ tiến hành một loạt công kích mới với đối phương vì thế hai người đều lần lượt giơ vũ khí lên chém tới trong nháy mắt mũi kiếm va chạm vào nhau nếu trong không khí mùi thuốc súng thật sự có thể thể hiện được trong không khí thực sự có sự tồn tại của thuốc súng như vậy lúc này này không khí chung quanh đều bị mũi kiếm của bọn họ ma sát vào nhau bắn ra lửa tại sao lại nói như vậy cứ nhìn vào nơi mà mũi kiếm của bọn hắn ma sát vào nhau phải chăng là xuất hiện những ánh lửa cực kỳ đáng sợ là có thể hiểu rõ ánh lửa của kim loại là ánh lửa bừng bừng tượng trưng cho sức sống của sinh mệnh cũng tượng trưng cho sự khốc liệt của trận chiến nó dường như ám chỉ một điều gì đó có lẽ là nó đang ám chỉ sự tàn khốc của chiến tranh cũng có thể là nó đang thông báo với tất cả mọi người sự va chạm giữa lý và niệm cũng giống như thuốc nổ được kích nổ bằng ngọn lửa được tạo ra bởi đá đánh lửa tràn ngập tính dễ nổ cho dù là như thế nào đi nữa thì trong khoảnh khắc khi mũi kiếm của hai người va chạm vào nhau, đã phát ra những âm thanh vô cùng vang dội, cùng với những ánh lửa rực rỡ do kim loại ma sát với nhau. Ngay sau đó, trường kiếm của Tô Tiểu Bạch lại bùng lên một ngọn lửa. Hắn dùng một chân đá về phía binh hồn. Một đòn này của hắn không hề bình thường. Trên đó lại có cả cuồng phong hữu lực mà mạnh mẽ. Khi vận dụng thể thuật, thuộc tính phong phụ linh với chính mình, đều mang lại hiệu quả tốt bởi vì phụ linh này có khả năng gia tăng tốc độ của chính mình có thể gia tăng lực sát thương của đòn tấn công này lúc này tô tiểu bạch đá một chân ra không phải là một đòn bình thường đòn này của hắn tràn ngập sát khí và sự sợ hãi nếu như một người chỉ cần nhìn vào thì sẽ tức khắc hoảng hốt không thôi bởi vì một chân của tô tiểu bạch trực tiếp dẫn ra cùng phong gió lốc nếu như một người bình thường trúng phải đòn tấn công này sẽ tức khắc chết bất đắc kỳ tử tại đây chết vô cùng kỳ thê thảm khiến cho người ta không nỡ nhìn thẳng đến ngay cả một binh hồn chỉ còn là một bộ xương khô thì cũng sẽ bị tan thành từng mảnh bị hủy hoại nghiêm trọng nhưng đối thủ là ai lại là một binh hồn có thực lực mạnh mẽ còn có pháp trận phong ấn bảo hộ nó sao có thể dễ dàng bị một đòn này trực tiếp hạ gục trong nháy mắt như vậy chứ không này tuyệt đối không thể nhưng mà Rốt cuộc thì một đòn này của Tô Tiểu Bạch cũng là không thể bỏ qua. Chỉ thấy nó mang theo động năng kinh người, lập tức đánh bay kẻ địch. Đồng thời, Tô Tiểu Bạch không buông tha cơ hội truy kích. Hắn hét lớn một tiếng, lại xoay người đá ra chân thứ hai. Đòn thứ hai này lại càng thêm khó lường. Tô Tiểu Bạch tiếp tục rót vào đó linh lực của thuộc tính phong. Cho nên, chân thứ hai này trực tiếp bắn ra một cơn gió xoáy sắc bén giống như như con dao nhỏ. Không thể đùa với uy lực của cơn gió xoáy này, nó có thể trực tiếp cuốn cả căn nhà lên và vặn nó thành từng mảnh nhỏ. Nhưng lại lần nữa sức phòng ngự của kẻ địch đã chứng minh là nó khó đối phó đến cỡ nào. Tuy rằng kẻ địch cũng trúng đòn, sau đó, không có áo giáp bảo hộ, nhưng vẫn có thể chống đỡ được. Tô Tiểu Bạch thấy thế, cảm thấy, tuy rằng bản thân mình lúc trước đã vô cùng coi trọng, nhưng vẫn là quá coi thường binh hồn. Không nghĩ tới, nó lại có thể làm được một việc mạnh mẽ đến như vậy. Có thể nói là uy lực trong một chiêu này thật là đủ để bẻ gãy nghiền nát tất cả mọi thứ. Bình thường mà nói, dựa theo phỏng đoán thì binh hồn này đáng lẽ ra phải trực tiếp bị xé nát mới đúng. Nhưng mà, lúc này đòn tấn công kia của Tô Tiểu Bạch lại không làm được điều này. Này chẳng lẽ chứng minh rằng thực lực của Tô Tiểu Bạch còn chưa đủ sao, lực công kích trong đòn tấn công còn chưa đủ mạnh mẽ hay sao? Không, tuyệt đối không phải là như vậy pháp thuật mà tô tiểu bạch bắn ra là hoàn hảo bất kể một pháp sư hệ phong nào nhìn thấy đều không thể tìm ra được bất kỳ nhược điểm nào nhiều nhất thì cũng chỉ có thể nói rằng động tác của tô tiểu bạch xuất ra chiêu thức này là quá dễ dãi nhưng mà điều này căn bản chính là lời nói vô căn cứ dù sao thì nếu như càng dễ dàng xuất ra một chiêu thức cường đại như vậy thì càng chứng minh được chiêu thức này mạnh mẽ đến mức nào chứ không phải sao ít nhất theo như suy nghĩ của tô tiểu bạch thì làm như thế này là không hề sai bởi vậy tô tiểu bạch là sẽ không chấp nhận lời nói vô căn cứ như vậy hắn chỉ biết suy nghĩ một việc theo đúng lẽ phải sau đó có được kết luận chính xác hắn đã nhìn thấy rõ ràng tất cả mọi thứ điều này chỉ có thể chứng minh một điều đó chính là lực phòng ngự của kẻ địch còn mạnh hơn hắn tưởng tượng nhiều một khi đã như vậy thì không thể sử dụng pháp thuật tạo ra lực sát thương ở phạm vi lớn trên toàn bộ cơ thể được tại sao lại nói như vậy đó là bởi vì nếu cứ làm như vậy thì hiệu quả của pháp thuật sẽ bị phân tán không chỉ bởi vì loại pháp thuật tạo ra lực sát thương ở phạm vi lớn sẽ khiến cho uy lực của mỗi một nơi trở nên yếu đi mà còn xuất hiện một vấn đề khác vô cùng quan trọng đó chính là kẻ địch không chỉ là dựa vào phòng ngự của bản thân nó mà nó còn có phòng ngự của pháp trận ở pháp trận này sẽ thực hiện việc chia sẻ và hóa giải những thương tổn mà kẻ địch gánh chịu điều này có nghĩa là bất kỳ một pháp thuật nào gây tổn thương cho bên ngoài thân thể của kẻ địch ở một phạm vi lớn sau cùng thì những tổn thương này sẽ bị làm giảm đi gấp mấy lần thậm chí trực tiếp giảm đi đến mấy chục lần đều có khả năng tô tiểu bạch không hổ là đại sư ngay lập tức đã phát hiện ra điểm mấu chốt của vấn đề hắn suy nghĩ cẩn thận muốn điều tra rõ ràng rốt cuộc tất cả những thứ này là sao Tô Tiểu Bạch muốn biết là rốt cuộc mình nên làm như thế nào mới có thể hạn chế giảm thiểu đến mức tối đa sự ảnh hưởng trái ngược mà pháp trận này mang đến không? Không không, đây cũng không phải là một thứ dễ dàng thực hiện được. Sau khi trầm tư suy nghĩ, cuối cùng Tô Tiểu Bạch bất đắc dĩ phải đưa ra một kết luận. Đó chính là, không còn cách nào khác, chỉ có thể xác định vị trí công kích. Hơn nữa phải là một vị trí riêng biệt. Tập trung tất cả hữu linh lực vào một điểm đó, tiến hành đột kích tại sao lại cho ra phán đoán như vậy cũng là có nguyên nhân xác đáng của nó tất cả đều là do cơ chế phòng ngự của kẻ địch chính là như thế nếu không thể thành công đột phá phòng ngự ở một điểm riêng biệt như vậy sẽ không tạo thành sự công kích hữu hiệu chân chính đối với kẻ thù cho dù là có đánh bay hắn thêm một nghìn lần nữa cũng vô dụng sau khi tô tiểu bạch xác nhận điều này liền lập tức bắt đầu động thủ hắn ra tay cực kỳ cực nhanh cực kỳ dũng mãnh bởi vì sức chiến đấu của tô tiểu bạch vốn mạnh mẽ như vậy hắn đưa ra một quyết đoán vô cùng nhanh vô cùng kiên định tô tiểu bạch cảm nhận sâu sắc đây một sự khảo nghiệm khác không chỉ có khảo nghiệm về trí thông minh của bản thân hắn có thể nghĩ ra được phương pháp giải quyết vấn đề hay không cũng khảo nghiệm hắn rốt cuộc là có thể thành công tập trung linh lực vào một điểm để tiến hành công kích hay không rất nhiều người đều không thể thực hiện được điểm này tư tưởng chiến thuật của tô tiểu bạch vốn tiên tiến như thế thế cho nên trong khoảnh khắc khi hắn nghĩ ra được ý tưởng này thì bản thân hắn cũng phải giật mình từ sâu trong đáy lòng hắn không nhịn được mà tự hỏi chính mình rốt cuộc là hắn có thể làm được chuyện này không làm như vậy thật sự là có thể tin được sao tô tiểu bạch hy vọng bản thân mình có thể nắm bắt tất cả mọi thứ nhưng chuyện này đâu phải dễ dàng như vậy đến ngay cả tô tiểu bạch thông minh như vậy cũng không thể xác định được hoàn toàn trăm phần trăm chứ dù sao thì sức chiến đấu của kẻ địch cũng đã được phơi bày ra ở đó tô tiểu bạch phải tác chiến như thế nào mới có thể giành được thắng phần thắng đây đây cũng không phải là chuyện gì có thể dễ dàng giải quyết được lúc này tim của tô tiểu bạch không ngừng đập loạn hắn hy vọng sự phán đoán của mình không sai nếu không hậu quả thật sự không dám tưởng tượng vì sao mà tô tiểu bạch lại cảm thấy lo lắng như thế thật ra là bởi vì muốn tập trung linh lực để tiến hành công kích đơn điểm thì tổn thương mà nó mang lại cho người thi pháp là vô cùng lớn cho nên trong những trận chiến bình thường tô tiểu bạch sẽ không dùng đến những chiêu thức như vậy những chiêu thức này rất khó để sử dụng nó sẽ làm tiêu hao một phần lớn linh lực điều này không thể nghi ngờ gì sẽ khiến cho sức chiến đấu của tô tiểu bạch chịu tác động trong một thời gian mà không chỉ là như vậy đây chẳng qua chỉ là sự ảnh hưởng mang tính uy hiếp nhỏ nhất mà thôi còn sự uy hiếp chân chính khiến cho người ta cảm thấy lo âu ví dụ như là trong quá trình tô tiểu bạch thi pháp linh lực thì cơ thể hắn sẽ ở trong trạng thái vô cùng yếu ớt lúc này nếu như bị kẻ địch công kích thì coi như xong tuyệt đối sẽ khiến tô tiểu bạch bị thương nặng cực kỳ nghiêm trọng mà trong một trận chiến bị trọng thương đồng nghĩa với cái gì đương nhiên chính là tử vong tô tiểu bạch vô cùng tin tưởng điều này bởi vì hắn đã sử dụng khí tức của năng lực phân tích cường đại của mình để có thể xác định được là kha sương kha tuyết không thể nào mà có thể chiến thắng được đối thủ này một khi đã như vậy nếu như bản thân tô tiểu bạch không thể chiến thắng được kẻ địch này thì cũng không thể trông cậy vào hai tỷ muội thanh khâu hồ có thể làm được dù gì thì sức chiến đấu của nó đáng sợ như vậy đừng nói đến chuyện kha sương kha tuyết muốn đánh bại hắn cũng chẳng thể nào đánh xuyên qua được ngay cả một chút phòng ngự của hắn cho nên trong trận chiến lần này có thể nói là hoàn toàn không thể mơ tưởng đến việc trông cậy vào sự hỗ trợ từ người khác chỗ khó giải quyết thực sự của kẻ địch này nằm ở tuyến phòng ngự khi bản thân mình có làm như thế nào cũng không thể đánh xuyên qua tuyến phòng ngự của đối thủ không thể hoàn toàn tiêu diệt được hắn thì kẻ địch với biết bao nhiêu là đòn tấn công như vậy ít nhiều gì cũng sẽ đánh trúng ngươi sớm hay muộn gì ngươi cũng sẽ thua trận bởi vì từ khi bắt đầu thì kết quả của trận chiến đã được công bố chắc chắn là thua cuộc chỉ là nó sẽ tới sớm hay muộn hơn một chút mà thôi nhưng mà tất nhiên là nó sẽ đến hơn nữa tất nhiên là nó sẽ mang đến một cảm giác thất bại cực kỳ thê thảm cho người này điều này là chắc chắn dù sao thì hắn vốn dĩ cho rằng bản thân mình chuẩn bị chu đáo như vậy thì chắc chắn là người nắm được phần thắng cuối cùng mới thấy rõ chính mình tất nhiên là thất bại không thể nghi ngờ gì là sự thật này quá tàn khốc nhưng mà có tàn khốc hơn đi chăng nữa thì đã làm sao trên thế giới này vốn dĩ chẳng có bất cứ chuyện gì đơn giản như vậy cũng giống như nói kẻ địch cũng chẳng phải đều ngu ngốc như nhau ngồi chờ ngươi đến tiêu diệt bọn họ khi ngươi đang dằn co cùng đối phương cho rằng mình đang kéo dài thời gian có lẽ là kẻ địch cũng tưởng là như vậy hơn nữa những sinh vật bất tử có thể lực vô hạn làm sao mà người bình thường có thể so được với năng lực chiến đấu bền bỉ của bọn họ được chứ dương nhiên là hoàn toàn không thể nào bị kịp. Tuy rằng Kha Sương Kha Tuyết có thể khôi phục linh lực trong lúc chiến đấu, nhưng mà thể lực cũng sẽ tiêu hao. Kha Sương Kha Tuyết có thể chiến một trận 7 ngày 7 đêm ở Diệu Hoa Môn, điều này không có vấn đề. Nhưng mà, vấn đề nằm ở chỗ, tuy là thời gian chiến đấu của các nàng tương đối dài, nhưng mà cường độ thì lại bình thường. Chỉ có lúc trước khi đối phó với tam đầu sư hổ thú biến dị thì mới cố hết sức những tu luyện giả có trình độ nhất định đều giống như vậy khi đối mặt với những kẻ địch mà thực lực không bằng mình lúc đánh nhau sẽ tiêu ít hao thể lực thậm chí có thể bổ sung được linh lực mà mình đã tiêu hao từ đó có thể chiến đấu liên tục không ngừng nhưng mà khi đối mặt với cao thủ thì lại là một chuyện hoàn toàn khác bởi vì cao thủ là có thể bức cho ngươi không ngừng phải liên tục tấn công cao độ linh lực tiêu hao cũng sẽ rất nhiều việc này sẽ dẫn tới một vấn đề hết sức quan trọng đó chính là sự tiêu hao linh lực phải chăng là nó có thể theo kịp sự tiêu hao về thể lực vấn đề này đủ khiến cho rất nhiều người rối rắm mà về chuyện này thì tô tiểu bạch có thể đưa ra được một câu trả lời vô cùng chính xác và đáng tính đó chính là không theo kịp có nghĩa là gì có nghĩa là khi người bình thường đối mặt với cao thủ thì thật ra thể lực sẽ tiêu hao hết trước cả linh lực dù sao thì võ công thiên hạ tốc độ cũng là yếu tố quyết định trong võ lâm chính là như thế trong thế giới tu tiên cũng là như thế khi chiến đấu tu luyện giả cũng là như vậy xuất chiêu nhanh thì chiếm được ưu thế lớn hơn dù gì thì nhịp điệu trận chiến của bọn họ là tương đối nhanh so với người bình thường điều này hoàn toàn có thể xác định hơn nữa thể lực tiêu hao không chỉ nằm ở động tác võ kỹ và sử dụng binh khí mà khi sử dụng pháp thuật cũng sẽ tiêu hao thể lực trong rất nhiều trường hợp khi đấu pháp đấu đến cuối cùng, thì chính là xem thử thể lực của người nào không thể chịu đựng nổi. Dù sao thì duy trì việc thi pháp quá tiêu hao thể lực, nếu như tiêu hao quá mức thì có thể dẫn đến việc mất mạng. Tô Tiểu Bạch đã từng đấu pháp với rất nhiều người. Mỗi một lần đều là hắn thắng. Chỉ có một lần là giành chiến thắng trong gan tất. Còn lại những trận khác thì đều thắng áp đảo. Lần giành chiến thắng trong gan tất kia, hắn đã cảm nhận được cơ thể mệt nhọc đến cực độ, giống như tất cả thể lực đều bị hút mất thứ cảm giác kia vô cùng kỳ lạ nhưng tô tiểu bạch cũng không muốn trải nghiệm lại một lần nữa còn những trận chiến khác thì ưu thế hoàn toàn nghiêng về một phía còn tô tiểu bạch làm sao để chiến thắng kẻ địch thì có quá nhiều cách thức đa dạng thứ mà tô tiểu bạch thiếu chính là ý tưởng mà trong chiến đấu hoàn toàn khác với trong suy nghĩ của rất nhiều người cũng vô cùng cần những ý tưởng nếu không thì sao có thể sử dụng như cách thức tuyệt vời đến chiến thắng kẻ địch thậm chí là lấy yếu thắng mạnh được chứ còn có nếu như không có ý tưởng thì đã không thể sáng tạo ra rất nhiều loại pháp thuật mới để chiến thắng kẻ địch không thể nghi ngờ gì điều này là vô cùng nguy hiểm mà tô tiểu bạch luôn luôn quả cảm vượt qua những nguy hiểm này dù sao thì hắn cũng không phải là người bình thường hắn chính là tô tiểu bạch một cường giả nắm giữ sức mạnh của nguyên tố là đứa con của thiên mệnh nếu không hắn tuyệt đối sẽ không xuyên không đến đây còn nắm giữ một hệ thống tu luyện mạnh mẽ như vậy tô tiểu bạch đã bắt đầu ra tay hắn cẩn thận thăm dò linh lực trên người kẻ địch nhanh chóng xác định rốt cuộc thì mình phải làm như thế để phóng ra pháp thuật mới có thể có được xác suất lớn nhất xuyên qua được tuyến phòng ngự của kẻ địch tô tiểu bạch quyết định sử dụng sức mạnh tự nhiên sáng tạo ra một bộ châm rồi sau đó sử dụng bộ châm với linh lực mạnh mẽ mang theo sức mạnh hủy diệt phóng về hướng kẻ địch, đâm thủng phòng ngự của hắn. Không thể nghi ngờ gì suy nghĩ này của Tô Tiểu Bạch là vô cùng chuyên nghiệp. Chiêu thức của hắn tuyệt đối là tinh diệu tuyệt luân, khiến cho người ta vừa nghe thấy đã nhịn không được mà tán thưởng và thán phục. Nhưng mà quá trình thi pháp này không hề dễ dàng. Cần phải né tránh không ngừng, không được bị đánh trúng. Lúc này, trận đấu đã tiến vào hồi gây cấn. Tô Tiểu Bạch hiểu rõ kế tiếp mình phải làm như thế nào mới có thể đạt được ưu thế đối đa bởi vì trong đầu tô tiểu bạch vô cùng rõ ràng hắn hiểu rất rõ ưu thế của mình nằm ở đâu và nên như thế nào mới có thể phát huy ưu thế này đến mức tối đa lúc này tô tiểu bạch cho rằng hắn cần phải thành công đánh nghi binh lừa gạt đối phương xuất chiêu sau đó mình dựa vào thời cơ ứng phó cuối cùng thành công giành được ưu thế đương nhiên chuyện này không phải một việc dễ dàng dù sao thì muốn né tránh sự công kích của kẻ địch cũng cùng lúc đó tập trung tinh thần tạo ra linh lực cho kim châm trong tay mình cũng đã là vô cùng tiêu hao tinh lực tô tiểu bạch thật sự rất khó mà có thể làm được chuyện khác như vậy sẽ chỉ làm hắn phân tâm mà tô tiểu bạch hoàn toàn không muốn mạo hiểm đương nhiên tục ngữ nói rất đúng không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con không mạo hiểm sao có thể khiến cho kẻ địch chủ động lộ ra sơ hở cho ngươi thấy quả thực có thể nói, đây chính là si tâm vọng tưởng. Tô Tiểu Bạch luôn luôn hiểu rõ, mình nên làm như thế nào mới có thể đủ thành công chiến thắng kẻ địch, khiến cho bọn họ phải chịu tổn thất lớn nhất. Tất nhiên là hắn cũng hiểu rõ, phải nên làm như thế nào mới có thể né tránh được hết những đòn tấn công trí mạng một cách chuyên nghiệp nhất. Rồi sau đó, khiến cho kẻ địch phải chịu sự trừng phạt mạnh mẽ nhất. Tất cả những điều này chính là những gì mà Tô Tiểu Bạch mạnh mẽ cần phải làm. Hắn biết rõ thực lực của chính mình, cũng hiểu rõ mình phải sử dụng loại chiến thuật nguy hiểm nào để có được ưu thế. Bởi vậy, nếu nói làm như vậy là rất nguy hiểm, nếu như đối với người thường mức độ nguy hiểm sẽ là 100%, như vậy thì đối với tô tiểu bạch nhiều nhất cũng cũng chỉ có 20% mà thôi. Có lẽ, đối với người bình thường mà nói mức độ nguy hiểm như vậy vẫn là quá cao, hoàn toàn không thể chấp nhận được. Nhưng mà, đối với tô tiểu bạch mà nói, hoàn toàn chẳng nhầm nhò gì hắn có thể gánh được mức độ nguy hiểm như vậy bởi vì tô tiểu bạch hiểu quá rõ bản thân rốt cuộc là được mấy cân mấy lượng sức chiến đấu của hắn rất kinh người thậm chí bất kỳ ai nhìn vào sẽ cảm thấy vô cùng khiếp sợ ngay cả kha sương kha tuyết cũng không ngoại lệ tuy rằng các nàng là người thân cận nhất với tô tiểu bạch nhưng các nàng vẫn không thể hiểu hết về tô tiểu bạch hai tỷ muội luôn cảm thấy tô tiểu bạch cao thâm khó đoán một mặt sẽ khiến cho ngươi cảm thấy ngươi đã đi vào trong trái tim của hắn hoàn toàn hiểu rõ về người đàn ông dịu dàng mà nam tính này một mặt khác sẽ khiến cho ngươi cảm giác những suy nghĩ của tô tiểu bạch thật sự khiến cho người ta nhìn không hiểu tâm cơ của tuyệt đối là thâm sâu khó dò như đáy bể này thậm chí có đôi lúc sẽ khiến cho các nàng cảm thấy sợ hãi bởi vì tô tiểu bạch thật là quá lợi hại hơn nữa ẩn giấu quá nhiều thứ một người đàn ông như vậy làm sao không khiến cho các nàng cảm thấy chấn động cơ chứ điều này là không có khả năng có đôi khi hai tỷ muội đều sẽ suy nghĩ là phải chăng bình thường tô tiểu bạch cũng luôn sử dụng tâm cơ vô cùng thâm trầm của mình để lừa gạt các nàng sẽ nghĩ là phải chăng tô tiểu bạch đang che giấu rất nhiều chuyện nhưng mà sự thật đều không phải là như thế có đôi khi mắt thấy chưa chắc đã là thật đối với loại người như tô tiểu bạch thì càng đúng là như thế trên thực tế muốn hiểu được suy nghĩ của tô tiểu bạch thì dường như là cũng rất đơn giản trên thực tế lại gần như là xa xôi không thể với tới nhưng nếu như muốn thực hiện được chuyện này thì rất nhiều người cũng chưa biết chính xác được độ khó của nó bọn họ chưa kịp chuẩn bị tâm lý cho chuyện này điều này cũng không khiến cho người ta cảm thấy ngạc nhiên tô tiểu bạch là người như thế nào tô tiểu bạch giống như là một điều bí ẩn rất nhiều người hy vọng có thể hiểu thấu hắn nhưng mà trên thực tế thì suy nghĩ này hoàn toàn không thực tế người mà có thể hiểu thấu tô tiểu bạch thì phải là người như thế nào chắc chắn là tiêu chuẩn của người đó sẽ cao đến mức khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng chắc chắn đây không phải là lời nói quá lên tô tiểu bạch chính là loại người như vậy độ khó của việc hiểu thấu hắn đã đạt tới một tầm cao mới người bình thường hoàn toàn không thể nào hiểu thấu được điều này cũng giống như tô tiểu bạch đã phong tỏa kết cấu linh lực của mình vậy hắn sợ bị người nhìn thấu pháp thuật của hắn rốt cuộc là được cấu thành từ mô hình linh lực nào không thể không nói thật sự là tinh tế tỉ mỉ tới mức cực điểm pháp sư căn bản không thể chú ý tới những chi tiết kể cả có thể chú ý tới kia cũng không thể nào vừa thi pháp vừa thực hiện những việc này thật ra thì cũng không khó để có thể lý giải nguyên nhân vì sao lại xuất hiện chuyện như vậy dù sao thì loại người như tô tiểu bạch trong khoảnh khắc khi hắn thành công cấu thành pháp thuật cùng lúc sẽ sử dụng linh lực mã hóa nó một cách vô cùng cẩn thận cũng chẳng có gì kỳ lạ dù sao thì tô tiểu bạch cũng vô cùng mạnh mẽ nhưng nếu như đổi lại người bình thường thì sẽ như thế nào tất nhiên là không làm được những chuyện như tô tiểu bạch có thể làm được nếu như đổi lại là những thi pháp giả bình thường thậm chí là những đại sư thì chắc chắn sẽ không dễ dàng làm được như vậy bởi vì việc thi pháp của tô tiểu bạch đã đạt đến cảnh giới người và trời hợp nhất đạo pháp tất nhiên cho nên khi hắn thi pháp không cần cố sức cảm nhận nhưng cũng có thể biết được chính xác rốt cuộc thì pháp thuật được cấu thành từ ước số của linh lực ra làm sao, cùng với suy nghĩ nên làm như thế nào mới có thể tránh cho kẻ địch hóa giả được loại kết cấu pháp thuật này của hắn, đây tuyệt đối là thần kỹ. Có lẽ, nếu đổi lại là binh hồn ngay trước mắt này, lúc sinh thời nó cũng không thể làm được một việc phức tạp như thế. Lúc này, chỉ thấy, tô tiểu bạch hét lớn một tiếng. Điều này chứng tỏ thi pháp đã tiến vào thời khắc mấu chốt. Sở dĩ hắn hét lớn một tiếng, chính là bởi vì phải dùng tiếng hô này để trợ giúp cho hắn khởi động việc ngưng tụ pháp lực. Nếu làm như vậy thì linh lực sẽ bị chấn động theo. Đồng thời, trong cơ thể của Tô Tiểu Bạch bắt đầu chấn động cực kỳ kịch liệt. Điều này thật sự khiến cho Tô Tiểu Bạch cảm thấy vô cùng sảng khoái. Bởi vì khi linh lực luân chuyển khiến cho thể xác và tinh thần của hắn đều cảm thấy sảng khoái. Tô Tiểu Bạch cảm thấy bản thân sắp phóng ra linh lực mạnh mẽ nhất cũng ngưng tụ nó vào một điểm một tuyến, để tạo ra kim châm linh lực có sức xuyên thấu mạnh nhất. Bởi vậy, để không lãng phí một chiêu này của mình, Tô Tiểu Bạch trực tiếp bước ra xa, vung kiếm lên muốn đánh lui kẻ địch. Nhưng hắn không ngờ là kẻ địch lại không hề có ý định lùi bước. Hắn nhìn Tô Tiểu Bạch công kích đánh tới, trực tiếp hét lên một trận những tiếng rít gào khiến cho người ta vô cùng sợ hãi, cũng bổ nhào về phía Tô Tiểu Bạch. Sức mạnh của Tô Tiểu Bạch là rất cường đại, không sai nhưng nếu như chỉ luận về mặt sức mạnh thì binh hồn trước mắt này còn mạnh hơn bởi vậy hắn trực tiếp đánh lui tô tiểu bạch ngay sau đó còn vung kiếm lên hung hăng đâm về phía hắn tô tiểu bạch đương nhiên phản ứng nhạy bén không tiếp tục tiếp chiêu bởi vì hắn nhìn ra được chiêu thức này của kẻ địch là liên tục đâm chém một khi hắn đón được đòn tấn công thứ nhất kẻ địch lập tức sẽ xoay tròn thân kiếm lại tiến hành đâm đến sau đó lại tiếp tục lặp lại liên tục vài lần không ngừng bức lui kẻ địch trong lúc phát động sự công kích bằng đòn tấn công đâm chém mãnh liệt như vậy sẽ khiến cho tuyến phòng thủ của đối phương phải hứng chịu áp lực rất lớn tô tiểu bạch biết một khi đối phương bắt đầu đâm chém liên kích rất khó có thể bị gián đoạn nếu như né tránh càng có khả năng trực tiếp bị đối phương đổi hướng công kích phương hướng sau đó lần thứ hai bắt đầu đâm chém với lực độ cường mà hữu lực dùng chiêu thức này để quyết định thắng bại Cảm giác nguy hiểm của Tô Tiểu Bạch đối với chiêu thức này là vô cùng mãnh liệt. Bởi vậy ngay từ lần xuất chiêu đầu tiên hắn đã bắt đầu né tránh. Hơn nữa, còn lộn ngược ra sau sau đá trúng ngực của kẻ địch, lại mượn sức bật nhảy ra rất xa để né tránh. Ngực của kẻ địch bị Tô Tiểu Bạch hung hăng đá như vậy, tức khắc lão đảo lui về sau vài bước. Còn về phía Tô Tiểu Bạch, hắn lại lập tức né ra sau rất xa. Điều này thật sự là khiến cho người ta cảm thấy vô cùng chấn động Tô Tiểu Bạch lại làm được chuyện này. Đến ngay cả Kha Sương Kha Tuyết đều nhìn mà sợ đến ngay người. Các nàng biết rằng kinh công của Tô Tiểu Bạch rất tốt, cũng không phải chỉ được nhìn thấy có một lần. Nhưng mặc cho có là ai cũng chưa từng nhìn thấy được một chiêu thức vô cùng mê người, lại cực kỳ khó có thể khống chế đến như vậy. Đương nhiên, binh hồn cũng là như thế. Thể thuật chấn động nhân tâm như vậy, có lẽ đây là lần đầu tiên nó xuất hiện trên đời này. Tô Tiểu Bạch đã thành công làm được chuyện mà người bình thường không làm được. Thậm chí, hoàn toàn không hề tổn hao chút thể lực nào cả. Vị trí mà hắn di chuyển đến rất xa, khiến cho kẻ địch vô cùng khó có thể tiến hành truy kích. Tuy rằng binh hồn đã phản ứng lại, hơn nữa tiến hành liên tục đâm chém, nhưng mà khoảng cách đột kích này đối với Tô Tiểu Bạch mà nói, đã hoàn toàn không tạo được ảnh hưởng gì. Hắn hoàn toàn có thể tiếp tục né tránh kẻ địch liên tục đâm chém, đương nhiên đây phải là kết cục. Bởi vì, Tô Tiểu Bạch trực tiếp né tránh đến một bên, đồng thời vung kiếm chém ra một đạo kiếm sóng cực kỳ hung mãnh, dao động được tạo thành bởi kiếm sắc bén, lực sát thương cực kỳ cường đại. Nó trực tiếp đập lên trên người kẻ địch, nhưng lại trực tiếp bị pháp trận kia bắn ngược trở về. Kha Sương Kha Tuyết vừa lúc đứng sau lưng Tô Tiểu Bạch. Nhưng lúc này các nàng đều bảo Tô Tiểu Bạch không cần lo lắng. Hắn nên chú tâm vào việc né tránh để tích góp linh lực, kết hợp lực bắn ra tường băng, đón đỡ chiêu thức này. Đối với chuyện các nàng đã nhận ra được mục đích mà Tô Tiểu Bạch kéo dài thời gian là vì cái gì, hắn cảm thấy vô cùng vui mừng. Hiển nhiên là binh hồn cũng hiểu rõ ý đồ của Tô Tiểu Bạch. Nhưng hắn lại không bó tay chịu chết. Bởi vì, Tô Tiểu Bạch là người ra sao chứ? Hắn có thể dễ dàng bị kẻ địch đánh trúng như vậy sao? Đương nhiên là không có khả năng hiện giờ bất kỳ đòn công kích nào tuy rằng đều càng thêm khó có thể né tránh nhưng mà đối với tô tiểu bạch mà nói đều còn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được còn tại sao tô tiểu bạch lại nghĩ như vậy thật ra hoàn toàn không khó có thể lý giải đương nhiên tất cả chuyện này đều là bởi vì hắn thông qua trận chiến với binh hồn đã sớm đã thăm dò rõ ràng cách thức công kích của kẻ địch cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng chính là nói về cái này tại sao mỗi khi tô tiểu bạch đối chiến với ai đó thì người đó đều cảm thấy hắn rất khó đối phó điểm này chính là bởi vì biến số trong chiêu thức của tô tiểu bạch quá nhiều có thể nói là hắn ra chiêu thiên biến vạn hóa điều này có nghĩa là người bình thường căn bản vô pháp thăm dò được nội dung trong chiêu thức của tô tiểu bạch tất nhiên là cũng không thể đưa ra được phán đoán gì về pháp thuật tiếp theo không đưa ra được phán đoán thì cũng không có bất kỳ sự chuẩn bị tâm lý nào hiệu quả như vậy đương nhiên sẽ dẫn tới tô tiểu bạch chiếm được ưu thế rồi đặc biệt là chiêu thức của tô tiểu bạch không chỉ có nhiều mà còn tin có biết bao nhiêu người học được càng nhiều càng học không tin chứ quá nhiều mà tô tiểu bạch cũng không phải là người như vậy mỗi một chiêu thức của hắn đều là vô cùng tinh thông nếu chỉ là như thế này như vậy thì tô tiểu bạch còn chưa đến mức như vậy đáng sợ nhưng mà tô tiểu bạch còn có một điều khiến cho cảm thấy sợ hãi kịch liệt khủng bố mà đây là ưu thế và đặc điểm cực kỳ lớn của hắn. Đó chính là Tô Tiểu Bạch có thể ngay lập tức sáng tạo ra pháp thuật để sử dụng. Hơn nữa, mỗi một chiêu đều chỉ là tiêu hao một chút linh lực mà hiệu quả đều không tệ. Đối với rất nhiều người mà nói đều là không thể tưởng tượng. Bọn họ sẽ cảm thấy cực kỳ chấn động đối với việc Tô Tiểu Bạch có thể làm được chuyện này. Thậm chí trong trường hợp bọn họ không biết Tô Tiểu Bạch là ai, còn sẽ cảm thấy cái con hàng Tô Tiểu Bạch này vô cùng mạnh miệng. Đúng là nực cười chết người mà. Không thể nghi ngờ gì đây chính là thành kiến. Nhưng đối với những thành kiến như vậy, Tô Tiểu Bạch sẽ suy nghĩ như thế nào chứ? Đáp án chính là Tô Tiểu Bạch cũng chẳng suy nghĩ gì. Đúng vậy, không sai. Tô Tiểu Bạch dứt khoát hoàn toàn không quan tâm đến cái nhìn của mọi người đối với hắn. Hắn cảm thấy mọi người đối xử với mình như thế nào thì đã làm sao? Cũng chẳng có liên quan gì đến hắn tính khí như vậy thật đáng để mọi người tán thưởng rất ít có người có thể có được suy nghĩ siêu nhiên như vậy đây chính là cái gọi là tư tưởng không quan tâm thiệt hơn mà người tu đạo nên có chắc chính là như vậy người bình thường không thể lý giải được cảnh giới của tô tiểu bạch chuyện này cũng không kỳ lạ gì dù sao thì tô tiểu bạch cũng là một người vĩ đại luôn luôn khó bị mọi người nhìn thấu cũng bởi vì tư tưởng triết học của hắn quá mức siêu nhiên mà khó có thể được thế tục chấp nhận giống như chiêu thức mà lúc này tô tiểu bạch phóng ra lúc này chiêu thức này biến hóa thành muôn hình vạn trạng khi nhìn vào thậm chí sẽ khiến cho người ta cảm thấy chiêu thức mà hắn phóng ra trong nháy mắt biến hóa ra ngàn vạn loại hình thái mà những hình thái lại đều có trạng thái thống nhất thật sự là khiến cho người ta nhìn mà cảm thấy chấn động hình dạng phức tạp như vậy thật là khiến cho người ta nhìn vào sẽ ngất đi sao có thể có thuật pháp tinh diệu biến hóa không lường như vậy thật sự là đủ làm cho mọi người cảm thấy chấn kinh. Trong nháy mắt kia, thậm chí có thể khiến cho người ta nhìn ra được quy luật của vũ trụ vạn vật xoay chuyển trong chiêu kiếm của Tô Tiểu Bạch. Năng lực xoay chuyển tự nhiên dưới chiêu thức múa kiếm của Tô Tiểu Bạch lại xuất hiện khí tức của tinh vân. Thời gian, tinh quang bùng nổ, di chuyển quanh quỹ đạo công kích của thất tinh kiếm trận, sự huyền ảo cộng thêm thanh kiếm, ào ào bay về phía kẻ địch. Trong khoảnh khắc khi Kha Sương Kha Tuyết nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng rung lên, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, lại là thất tinh kiếm trận. Đây là một chiêu thức thất truyền đã lâu, mà Tô Tiểu Bạch lại biết cách sử dụng. Thật là quá kinh hỉ. Thật không hổ là Tô Tiểu Bạch của bọn họ. Đúng là rất hiểu biết. Thất tinh kiếm trận vận dụng sức mạnh của vũ trụ, cho nên thật ra thì nó cũng là sức mạnh của pháp tắc. Mà Tô Tiểu Bạch nắm sức mạnh của pháp tắc thì đương nhiên có thể làm được điều này. Không cần nghi ngờ. Chẳng qua trước đây tô tiểu bạch vẫn luôn không thể hiện ra năng lực ở mảng này của bản thân mà thôi sau này các nàng phải hỏi thử có phải là tô tiểu bạch vừa mới lĩnh ngộ được một chiêu thức cường đại như vậy hay là hắn luôn có được khả năng này chẳng qua bởi vì khiêm tốn cho nên mới không thể hiện ra gần như mọi thứ đều có khả năng chiêu thức của tô tiểu bạch kinh người như thế đương nhiên cũng đã khiến kẻ địch chấn động bởi vì lúc còn sinh thời thật ra đã bao giờ từng nghe nói đến thất tinh kiếm trận chứ chưa bao giờ nghe nói đến nhưng mà sau khi chết lại được nhìn thấy hôm nay tô tiểu bạch thật sự đã mang đến cho hắn không ít bất ngờ ha hắn đúng là được mở rộng tầm mắt có thể nói kể cả bây giờ có bị tô tiểu bạch tiêu diệt hắn cũng sẽ cảm thấy không hối tiếc nhưng mà bảo hộ nơi này chính là khế ước mệnh lệnh với pháp trận hắn không thể nào dựa vào suy nghĩ của chính mình để quyết định làm như vậy. Cho nên, hắn cần phải tử thủ ở nơi này. Chỉ có như vậy, mới có thể hoàn thành sứ mệnh. Bởi vậy, có thể nhận ra rằng binh hồn này đang liều mạng tiến hành công kích, muốn chặn lại hết tất cả những mũi kiếm đâm đến phía hắn, đó là ảo ảnh kiếm. Thất tinh ảo ảnh kiếm có thể cùng lúc công kích kẻ địch. Mà kẻ địch cứ như vậy không ngừng lọt vào vòng vây công, áp lực rất lớn. Cho nên, đối phương không thể không chuyên tâm phòng ngự khiến cho tô tiểu bạch có đủ thời gian trong lúc này kim châm có uy lực tấn công cực mạnh đã sắp được hình thành vì thế tô tiểu bạch lại phóng ra một chiêu thức khác cực kỳ cường đại hắn muốn xem thử kẻ địch làm như thế nào để tiếp được chiêu này chiêu thức này cực kỳ cường đại là chiêu thức mà tô tiểu bạch học được khi chiến đấu với một vị cao nhân đương nhiên vị kia cao nhân là kẻ địch sau khi tô tiểu bạch học được chiêu thức này trong khi chiến đấu với hắn đã lập tức giết chết hắn lúc trước khi tô tiểu bạch nhìn thấy kẻ địch dùng chiêu thức này tức khắc đã cảm giác được tình hình không ổn dù sao thì hình thức linh lực vận chuyển trong chiêu thức đó vô cùng quỷ dị thông thường mà nói căn bản sẽ không thể nào xuất hiện một chiêu thứ như vậy mới đúng nhưng mà kẻ địch lại sử dụng được nó hơn nữa sức công phá của nó còn vô cùng khả quan chiêu thức này tô tiểu bạch dùng với mục đích chính là hút đi linh lực không có sai hắn sắp sửa hút đi linh lực của kẻ địch linh lực của hắn đương nhiên sắp sửa biến thành linh lực của tô tiểu bạch chính vì vậy mà sức mạnh của hắn sắp tăng lên đồng thời còn có thể khiến cho sức chiến đấu của kẻ địch chịu tác động cực lớn theo sở dĩ tô tiểu bạch muốn làm như vậy chính là bởi vì sức chiến đấu của kẻ địch cực kỳ kinh người Tuy rằng tạm thời thoạt nhìn Tô Tiểu Bạch cũng ứng phó không tệ lắm, nhưng là đã bắt đầu cảm thấy có chút hết hơi. Dù gì thì binh hồn hoàn toàn không cảm thấy mệt. Thứ duy nhất khiến hắn suy yếu và suy giảm sức mạnh chính là làm suy yếu linh lực của hắn. Chỉ có như thế, mới có thể khiến cho kẻ địch cảm thấy sức mạnh của chính mình cạn kiệt, bởi vậy mà cảm thấy đau đớn. Tô Tiểu Bạch đã hạ quyết tâm muốn làm như vậy. Vì thế, hắn đột nhiên ra tay, phóng thuật pháp hút đi linh lực của kẻ địch. Chiêu thức này là phát minh của một đối thủ. Muốn sử dụng thành công được chiêu thức này, phải dùng một loại linh lực nào đó tạo hình tạo thành nguyên tố vật chất để làm vật dẫn. Trước tiên phải đánh trúng kẻ địch, sau đó lại hút lấy linh lực. Tô Tiểu Bạch lựa chọn nguyên tố băng. Hắn muốn đông cứng kẻ địch lại, sau đó mới hút đi linh lực. Chỉ thấy, Tô Tiểu Bạch chấp lấy thời cơ, múa trường kiếm, dưới lửa cháy hừng hực và lan tràn ra, phóng ra một tia băng giá lạnh thấu xương kẻ địch thành công né được. Nhưng mà, hắn lại không ngờ đến, tất cả mọi hành động của hắn đều nằm trong tính toán của Tô Tiểu Bạch. Đúng vậy, không sai. Tô Tiểu Bạch mạnh mẽ vô cùng, đã thăm dò được hành động của đối thủ. Bởi vậy, hắn đã tính toán một cách chính xác là kẻ địch sẽ tiến hành động tác né tránh nào. Cho nên, sau khi kẻ địch tiếp đất, Tô Tiểu Bạch trực tiếp lại xác định mục tiêu để phóng ra một quả đạn băng lực sát thương của quả đạn băng này có thể nói là vô cùng kinh người hơn nữa còn có hiệu quả đóng băng vô cùng khủng bố kẻ địch không dự đoán được chiêu thức này của tô tiểu bạch bởi vậy bất tri bất giác hắn đã rơi vào trong một cái bẫy đáng sợ trong tích tắc đó bị đóng băng tâm kế của tô tiểu bạch cực kỳ khủng bố thậm chí thật sự đã khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi từ trong nội tâm của mình một kẻ tinh thông mưu kế như vậy ngươi có cảm thấy bất kỳ lúc nào hắn cũng có thể đâm sau lưng ngươi một đau không thật ra thì những người suy nghĩ như vậy đều hoàn toàn không hiểu về tô tiểu bạch tô tiểu bạch sao có thể là một kẻ tiểu nhân như thế cảm giác mà hắn mang lại cho người ta từ trước đến nay đều là chính trực ngay thẳng đương nhiên tô tiểu bạch hoàn toàn không ngại đâm sau lưng ngươi một đau nhưng phải với điều kiện là từ khi bắt đầu hắn đã muốn thọc người này một đau nếu không sao có thể phí công phí sức làm ra chuyện này hắn lười lãng phí sức lực của mình để dùng vào việc phản bội đồng bạn chuyện này tô tiểu bạch lười làm tô tiểu bạch người này cho tới nay đều là loại người tương đối thuận theo tự nhiên trong tình huống trước mắt phải làm gì tương đối tự nhiên tô tiểu bạch sẽ càng muốn làm đây là điều mà rất nhiều người không thể lý giải nhưng đây là sự thật chỉ có những kẻ không hiểu về tô tiểu bạch mới có thể phỏng đoán vô nghĩa về nhân phẩm của hắn trên thực tế nhân phẩm của tô tiểu bạch như thế nào hoàn toàn không quan trọng bởi vì kể cả là trời xanh vô tình coi vạn vật như trâu chó thì ở một góc độ nào đó tô tiểu bạch cũng vẫn là như vậy cái gọi là coi vạn vật như trâu chó chó cũng không phải là xem thường vạn vật mà là nói khi dùng làm vật hiến tế thì mọi vật đều như chó không hề có bất kỳ loại cảm xúc chán ghét hay là yêu thích hoàn toàn trung lập. Đừng nghĩ là nhằm vào ngươi, không có khả năng này. Lúc này, loại pháp thuật mà Tô Tiểu Bạch thi triển là pháp thuật đóng băng. Đây là loại pháp thuật thuộc về hệ băng, có thể đóng băng một người trong thời gian ngắn nhất. Quy lực của loại pháp thuật này rất là kinh người. Điều quan trọng không phải là lực sát thương của nó mạnh mẽ cỡ nào, mà là nó có thể lập tức đóng băng kẻ địch. Cứ như vậy, ngươi tiếp tục công kích kẻ địch lực sát thương tạo thành cho kẻ địch khi ở trạng thái đóng băng sẽ mạnh hơn nhiều có nghĩ gì chính là khi kẻ địch bị đóng băng thân thể là thực yếu ớt hơn nữa dễ dàng cho ngươi công kích mà kẻ địch không thể né tránh và phòng ngự ngươi công kích vào tảng băng đó dễ dàng trực tiếp có thể đánh nát luôn thân thể của kẻ địch đối với số đông kẻ địch mà nói cũng đồng nghĩ với việc bị đánh chết ngay tức thì đối với rất nhiều người mà nói trong khi chiến đấu mà lại bị kẻ địch đóng băng thì đồng nghĩa với việc bại trận sau đó chỉ còn chờ chết không thể nghi ngờ gì điều này là vô cùng khủng bố còn may một điều là lúc người bị đóng băng sẽ trực tiếp sẽ ngất xỉu cho nên sẽ không nhìn thấy khoảnh khắc mà bị đánh nát loại trải nghiệm này tuyệt đối là vô cùng khủng bố lúc này tô tiểu bạch đã dùng chiêu thức này trực tiếp đóng băng kẻ địch thành một khối băng lúc này chỉ cần hắn lại bắn ra một chiêu thức cực kỳ cường đại có thể chắc chắn sẽ đánh nát kẻ địch chia năm xẻ bảy binh hồn này. Nhưng ô tiểu bạch không làm như vậy. Tại sao lại như vậy? Nguyên nhân nằm ở chỗ, kể cả có đánh nát kẻ địch, cũng vô dụng. Khi đối với một bộ xương khô mà nói chắc chắn cũng chẳng phải là vết thương trí mạng gì. Muốn tiêu diệt binh hồn, chỉ dựa vào một chiêu này tuyệt đối là không đủ. Cần phải tiến hành công kích mãnh liệt hơn mới được. Huống chi, ngoài thân hắn có pháp trận phòng hộ nữa cho nên tô tiểu bạch sẽ không chủ động làm vỡ khối băng hắn tình nguyện kéo dài thời gian chiến thuật đông lạnh của tô tiểu bạch thành công kéo dài thêm thời gian quý giá cùng lúc đó việc tạo hình cho kim châm của hắn cũng có được sự tiến triển trong bước thi pháp nó dần dần hình thành trong lòng bàn tay của tô tiểu bạch đó là một cây kim châm vô hình độ sắc bén của nó có thể vượt xa sức chống đỡ của pháp trận phòng ngự hơn nửa điểm đặc biệt lớn nhất của nó còn ở chỗ cây châm này vô hình. Đồng nghĩ với việc lúc ra chiêu sẽ không bị kẻ địch phát hiện. Lại không thể phòng ngự được. Bởi vì nó là vô hình. Chỉ khi nó đâm trúng thứ mà Tô Tiểu Bạch muốn đâm trúng thì nó mới có thể hiện nguyên hình. Đây đúng là chiêu thức chí mạng của Tô Tiểu Bạch. Người bình thường hoàn toàn không có vinh hạnh có thể nhìn thấy Tô Tiểu Bạch sử dụng chiêu thức kinh người như vậy. Nhưng mà, Tô Tiểu Bạch lại có thể làm được còn về vì sao Tô Tiểu Bạch có thể hoàn thành được một việc to lớn như vậy. Điều này ít nhiều cũng nhờ vào lực phòng ngự kinh người của kẻ địch. Hắn đang nghe truyện trên TV audio CV lại dựa vào ưu thế này, bức bách Tô Tiểu Bạch sử dụng đủ mọi chiêu thức gian nan mà phức tạp để thắng được hắn. Không thể không nói, binh hồn này thật sự có chút tài năng. Thật sự là khiến người ta không khỏi sinh lòng bội phục. Ít nhất, thì theo suy nghĩ của Tô Tiểu Bạch, kẻ địch này là đối tượng vô cùng đáng để tôn trọng kẻ địch luôn là đối tượng có thể thúc đẩy cho người ta tiến bộ. Chỉ có kẻ địch mang lại cho người ta cảm giác nguy cơ, chủ động tìm cách đánh bại hắn kẻ địch mới chân chính là đối thủ ưu tú. Mà binh hồn thì sao? Hắn có thể thỏa mãn điều kiện này. Tô Tiểu Bạch chưa từng có bị một vong linh bức đến nông nổi này. Bởi vậy không thể không nói, thật là vô cùng bội phục. Cho nên, khi Tô Tiểu Bạch đối mặt với đối thủ như vậy, rốt cuộc thì nên xuống tay như thế nào? hắn không thể không cẩn thận suy nghĩ một phen sau đó mới có thể hành động đối với tô tiểu bạch mà nói tất cả mọi kẻ địch của hắn đều đáng được coi trọng hơn nữa chỉ có suy nghĩ khi chiến đấu cùng bọn họ mới có thể đúc kết ra được những điều mà mình còn thiếu bởi vậy mới có thể tiến bộ được đối với tô tiểu bạch mà nói tất cả những chuyện này đều hết sức tự nhiên cũng tự nhiên như đạo pháp cũng giống như kim châm trong tay hắn cây kim châm này nhìn cũng không có gì đặc biệt vô cùng bình thường nhưng trên thực tế lại tốn mất nhiều thời gian của tô tiểu bạch cũng hao tổn linh lực giống như khi thi pháp nhưng nếu như so sánh về mặt thời gian đối với tô tiểu bạch mà nói sự hao tổn linh lực sẽ không tạo nên ảnh hưởng quá lớn tại sao việc hao tốn về mặt thời gian lại quan trọng như vậy với tô tiểu bạch là bởi vì thời gian vô cùng quý giá với tô tiểu bạch sao cũng không phải như vậy một mặt là vì Tô Tiểu Bạch muốn nhanh chóng hoàn thành trận kiêu chiến với cổ mộ này, sau đó đi vào trong ma vực kiêu chiến với kẻ địch. Mà một mặt khác, Tô Tiểu Bạch cũng không cần phải vội vàng như vậy. Điều trái ngược này chứng minh cái gì? Chứng minh là thứ mà tạo nên ảnh hưởng thật sự với Tô Tiểu Bạch thực ra là mức độ nguy hiểm trong quá trình này. Có nghĩa là vào thời điểm khi Tô Tiểu Bạch tập hợp linh lực sáng tạo ra kim châm này, tình hình của hắn cực kỳ nguy hiểm cả người tô tiểu bạch đều đang trong trạng thái nguy hiểm sức chiến đấu của hắn là cực kỳ kinh người điều này không có sai nhưng mà mặc dù là như vậy hắn vào thời điểm hắn thi pháp chế tạo kim châm linh lực toàn thân cũng đều bị dồn vào để duy trì này pháp thuật này cho nên trong quá trình này không thể không né tránh sự công kích trong tình trạng bản thân không có linh lực phòng hộ nếu né tránh trong tình trạng như vậy là cực kỳ nguy hiểm một khi sai lầm thì sẽ vạn kiếp bất phục cho nên nói tô tiểu bạch vô cùng mạo hiểm khi chiến đấu nếu như hắn hơi chút sơ sẩy thì trực tiếp sẽ dẫn đến đại họa tô tiểu bạch thiếu chút nữa đã bị giết chết tô tiểu bạch không dễ dàng gì né tránh được một số chiêu thức vừa rồi của kẻ địch nếu đổi lại là người thường thì thật sự khó có thể né tránh được những chiêu thức đó nhưng đổi lại là tô tiểu bạch thì sao lập tức sẽ không giống nhau có thể nói sức chiến đấu của tô tiểu bạch đủ khiến cho người ta giật mình cường độ né tránh của hắn hoàn toàn đủ khiến cho người ta nhìn thấy mà vô cùng giật mình bất kỳ chiêu thức nào khó mà có thể đánh trúng được tô tiểu bạch cho nên kể cả ngươi bị chiêu thức vừa rồi của tô tiểu bạch đánh trúng giết chết như vậy đánh không trúng thì sẽ như thế nào đây là một vấn đề vô cùng mấu chốt tục ngữ nói rất đúng chiêu thức mạnh đến thế nào đi nữa mà đánh không trúng thì cũng như không bởi vì trong trạng thái này hiệu quả mà lực sát thương của chiêu thức này mang lại là bằng không sức chiến đấu của tô tiểu bạch cực kỳ khủng bố nếu chỉ nhắm vào lực phá hủy mà không nhắm với độ chính xác thì hắn có quá nhiều chiêu thức có thể sử dụng nhưng mà hắn quả quyết sẽ không dễ dàng sử dụng những pháp thuật như vậy nếu muốn hỏi tại sao lại như vậy đương nhiên là dễ dàng lý giải là bởi vì tô tiểu bạch rất am hiểu về sức mạnh tự nhiên cũng vô cùng tinh thông quyết đấu trên chiến trường luận về những chiêu thức đòi hỏi yêu cầu cao về thi pháp mà mang lại hiệu quả lớn rất nhiều người khi thi pháp những pháp thuật này đều vô cùng lo lắng, bởi vì có nó yêu cầu rất cao về sự vận chuyển linh lực, nếu như không khống chế điều hòa tốt, sẽ dẫn tới không thể thi triển được linh lực, cũng tạo thành sự cố trong thi pháp. Nhưng mà, trên thực tế những người có kinh nghiệm như Tô Tiểu Bạch, thì chắc chắn sẽ không vì chuyện này mà cảm thấy vô cùng áp lực. Bởi vì quá trình này nó cũng chỉ tương đương với một lần thi pháp bình thường mà thôi. Nếu trong lòng cứ lấn cấn chuyện này, như vậy ngược lại mới dễ thi pháp thất bại. Có thể nói không có gì tốt hơn là một trạng thái tâm lý bình thường. Nhưng mà, chung quy không phải mỗi người đều có thể có được sự chuẩn bị tâm lý như vậy. Rất nhiều người, tất nhiên sẽ không nhận ra được điều này. Hơn nữa, trên thực tế, tài năng của bọn họ cũng không phải là vô cùng xuất sắc. Tô Tiểu Bạch nắm được suy nghĩ của những người này. Nhưng nếu như nhờ hắn chỉ điểm một phen, hắn cũng chỉ sẽ cảm thấy vô cùng khó giải quyết không dù sao thì chỉ có những người từng trải qua cảm giác đứng ở vị trí của một tiền bối chỉ điểm cho những người mới đều sẽ nảy sinh ra một loại cảm giác với tình huống như này đó chính là vô cùng phiền lòng không có sai chính là phiền lòng điều này quá khó để thực hiện ngươi nói nhiều thì sẽ dẫn đến tình trạng là kiến thức của pháp sư không thể theo kịp cho nên cũng không thể nghe hiểu được nhiều cũng dẫn tới việc tô tiểu bạch khó có thể đơn giản dễ dàng giảng giải bọn họ hiểu được tất cả những điều mà mình biết điều này là đương nhiên nếu mỗi người đều có thể dễ dàng nghe hiểu được bài giảng của tô tiểu bạch như vậy thiên hạ tất sẽ đại loạn dù sao thì việc bất thường tất có nguyên nhân của nó tô tiểu bạch quá rõ ràng chuyện này là như thế nào cho nên nói tô tiểu bạch sẽ không lên lớp cho người ta một mặt là do trình độ của rất nhiều người căn bản không đủ để nghe hiểu những gì mà tô tiểu bạch giảng giải mặt còn lại là bởi vì thật ra tô tiểu bạch căn bản là không biết cách giảng bài đúng thật là hắn vô cùng am hiểu chiến đấu hơn nữa có thể được xưng là đại sư về phương diện không chế sức mạnh tự nhiên nhưng mà tô tiểu bạch thật sự không biết cách giảng bài muốn làm giáo viên cũng có yêu cầu nghiệp vụ chuyên nghiệp tô tiểu bạch không hợp cái gọi là truyền giảng dạy nghề giải thích vấn đề không dễ dàng như vậy hơn nữa trên thực tế đối với một người như tô tiểu bạch mà nói về mặt tính cách cơ bản mà nói thì không thể coi như là đủ tư cách làm thế giáo muốn làm giáo viên thì phải có tính cách gì thật ra thì không cần có quá nhiều quy định quy định không hề cứng nhắc rất nhiều người chỉ cần đáp ứng được những tính cách mà giáo viên cần có thì đều có thể làm giáo viên nhưng mà đối với một người như tô tiểu bạch mà nói không phải là như thế tuy rằng hắn đáp ứng được một số tính cách cơ bản mà giáo viên cần có nhưng mà về bản chất tô tiểu bạch lười phải lặp đi lặp lại nhiều lần những điều đơn giản cho nhiều người về mặt này tô tiểu bạch cũng đã tự kiểm điểm bản thân sau đó đúc kết ra kết luận là lần sau mà còn như vậy thì hắn cũng bó tay chỉ có thể nói tô tiểu bạch thật sự là quá thiên tài một thiên tài giống như hắn nên rất khó lấy giải thích được những câu hỏi của những học sinh quá kém thông minh. Căn cứ vào tình trạng này, Tô Tiểu Bạch còn có thể làm được gì? E là hắn cũng chẳng thể tạo nên ảnh hưởng gì lớn. Dù sao thì muốn giải quyết được mâu thuẫn, phải biết được lý do của nó là gì, phải bắt đầu từ nguồn gốc của mâu thuẫn. Thật đáng tiếc, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó dời. Tô Tiểu Bạch chính là người như vậy. Muốn cứng rắn thay đổi hắn thật sự là không thực tế mà cho dù là tô tiểu bạch có thể thay đổi được tính tình nhưng mà nếu như làm như vậy tô tiểu bạch có còn là tô tiểu bạch như của bây giờ nữa sao nếu hắn biến thành như vậy vậy thì hắn còn có được cá tính mê người còn sở hữu được sức mạnh khống chế tự nhiên nữa sao chỉ sợ là không thể tại sao chuyện này lại liên quan đến việc tô tiểu bạch còn có thể tiếp tục khống chế thành công sức mạnh của tự nhiên nữa hay không rốt cuộc là như thế nào trên thực tế cũng không khó có thể lý giải chỉ cần nhìn vào nguồn gốc bản chất sức mạnh của tô tiểu bạch đến từ nơi nào thì sẽ rõ có thể nhìn ra được tô tiểu bạch sử dụng sức mạnh có liên quan đến thiên đạo tự nhiên nói trắng ra là tất cả mọi thứ đều phải phụ thuộc vào tự nhiên muốn tự nhiên mà sinh ra tự nhiên mà hành động một khi đã như vậy tô tiểu bạch cũng cần phải hành sự với một trạng thái bình thản tự nhiên nếu như làm trái với bản tính của hắn gắn gượng sử dụng loại sức mạnh này như vậy thì sức mạnh này cũng không thể nào tiếp tục phục tùng hắn đương nhiên không thể nào tiếp tục bị hắn thống chế chuyện này sẽ dẫn đến một vấn đề vô cùng quan trọng đó chính là sẽ bị thế nhân cho rằng sự thay đổi của một tính cách tốt có thể ứng dụng lên trên chủ nhân nắm giữ sức mạnh của tự nhiên mà không ảnh hưởng đến những thứ khác thật ra thì bản thân của vấn đề này tồn tại một số khuyết điểm nhất định nói cách khác chính là từ khi bắt đầu nó đã không phải là như vậy đây có nghĩa là gì chính là nói từ trước tới nay mấu chốt của vấn đề không phải nằm ở chỗ sự thay đổi tính cách là tốt hay là xấu mà là ở chỗ có thay đổi tính cách hay không là đều phụ thuộc vào quyết định của tô tiểu bạch hơn nữa hắn cũng không cố gắng thay đổi chỉ thuận theo tự nhiên thay đổi một cách vô cùng suôn sẻ nếu không thể nào giải quyết được vấn đề này như vậy thì cũng chẳng cần phải thảo luận dù sao thì đây là một lỗi sai vô cùng lớn về mặt logic tất nhiên là thông qua việc phân tích vấn đề này cần phải xem xét cẩn thận mới có thể nhận ra được tô tiểu bạch nên tiến hành thay đổi những mặt nào nếu không thì tất cả những nghi vấn và giả thiết cũng chẳng qua là điều kiện tiền đề vô nghĩa mà thôi những việc này rất ít người có thể lý giải dù sao thì cũng đã đề cập tới cơ sở lý luận trung tâm của sức mạnh tự nhiên đó chính là đạo pháp tự nhiên nó yêu cầu tâm cảnh của tô tiểu bạch phải luôn phát triển thuận theo tự nhiên chỉ thấy lúc này tô tiểu bạch bắt đầu thi pháp linh lực của hắn bỗng chốc bắt đầu tập trung ở lòng bàn tay linh lực tiến vào trong lòng bàn tay cùng lúc đó lại rót thêm sức mạnh mới vào cho kim châm vô hình sau đó tô tiểu bạch hít sâu một hơi bắt đầu vận công sau khi nội lực của hắn được truyền vào trong kim châm vô hình tô tiểu bạch ra tay nhưng lúc này kẻ địch lại phá băng bay ra chỉ thấy đối phương vung lợi kiếm hét lên những tiếng gào thét chấn động nhân tâm đồng thời xông về hướng tô tiểu bạch vung kiếm chém xuống không hổ là tô tiểu bạch sức chiến đấu rất kinh người hắn trực tiếp tránh thoát trong khoảnh khắc tiếp theo nhanh chóng thi pháp phát ra công kích lực sát thương của chiêu thức này tuyệt đối mạnh mẽ vô tiền khoáng hậu hắn trực tiếp vung một chưởng đẩy bay kẻ địch ngay sau đó bắn kim châm vô hình trong tay ra lực sát thương của kim châm này có thể nói là cực kỳ khủng bố nó nhanh chóng bay ra mà không hề có hình dạng hung hăng bắn về phía kẻ địch. Thật ra binh hồn nhìn thấy hình như Tô Tiểu Bạch ném thứ gì qua đây. Động tác hành động của hắn đã trực tiếp nói lên tất cả. Nhưng mà, binh hồn lại không nhìn thấy được bóng dáng của Kim Châm bắn ra, hắn phát hiện ra là bản thân không thể nhìn thấy được rốt cuộc thì Tô Tiểu Bạch ném ra cái thứ gì. Điều này dẫn tới, binh hồn không thể không suy nghĩ hơi lâu. Phải biết rằng, tâm tư của hắn vô cùng kín kẻ. Hắn tính toán có thể nói là vô cùng chuẩn xác bởi vì hoàn toàn có thể nhận định rằng chiêu thức này là vô hình và tiến hành nâng cao phòng ngự cũng nhân cơ hội này lập tức vọt tới trước mặt tô tiểu bạch nếu chiêu thức này của tô tiểu bạch thật sự chỉ là vô hình như vậy kẻ địch có thể làm như vậy để tạo nên một cơ hội trở mình hắn có thể sử dụng động tác phòng ngự để chặn kim châm lại rồi sau đó xông lên thực hiện việc áp chế tô tiểu bạch bằng một chiêu kiếm tấn công cuồng bạo vô cùng nhanh nhưng chiêu thức này của tô tiểu bạch hoàn toàn vượt xa phạm trù hiểu biết của hắn điều căn bản là kẻ địch có nghĩ cũng chưa từng ngờ tới lại tồn tại một chiêu thức vô hình kim châm vô hình này hoàn toàn vượt xa phạm trù hiểu biết của hắn và nó cũng không bắn vào trên thân kiếm khi kẻ địch vung kiếm lên để phòng ngự mà kẻ địch cũng không nhận ra sự tồn tại của nó cho nên tư thế phòng ngự của hắn hoàn toàn không có khả năng phòng ngự được chiêu thức trí mạng này của tô tiểu bạch Chiêu thức này trực tiếp xuyên qua thân kiếm của đối phương. Khoảnh khắc nó xuyên qua thân thể của kẻ địch thì nó đã hiện hình. Quá trình nó hiện hình cũng không phải là từ trạng thái tàn hình mà hiện nguyên hình. Mà là từ trạng thái chưa từng có thực thể biến thành trạng thái có thực thể. Một sự biến hóa như vậy thực sự đã là cho kẻ địch chấn động. Binh hồn cũng chẳng còn nhớ rõ là đã bao lâu rồi chưa cảm nhận được sự sợ hãi như vậy. Nhưng mà dưới đòn tấn công của Tô Tiểu Bạch, hắn lại cảm nhận được cảm giác sợ hãi mang theo chấn động cực độ tô tiểu bạch chính là người như vậy hắn luôn có thể mang lại cho người ta sự ngạc nhiên bất kể là đối với kẻ địch hay đối với đồng đội đều là giống nhau thật sự là không thể không khiến cho người ta ngạc nhiên lúc này chỉ thấy thần châm vô hình của tô tiểu bạch trực tiếp xuyên qua người của kẻ địch xuyên thấu kết giới phòng ngự trong khoảnh khắc kia phát ra sự dao động linh lực cực kỳ kịch liệt toàn bộ mộ thất phát sinh chấn động bởi vì phong ấn của nó liên thông với người thủ hộ mà người thủ hộ đã bị thương phong ấn cũng sẽ bị tổn thương theo bởi vậy trong nháy mắt mộ thất gần như là tan rã điều này sẽ dẫn tới mặt đất bị sụt lúng tạo nên sự sụp đổ lớn cũng may mộ thất vẫn chưa sụp đổ nếu không thì kể cả là kha sương kha tuyết không hề hấn gì ba người cũng có thể đi ra ngoài nhưng báu vật mà nơi này chôn giấu cũng có thể sẽ bị phá hủy mà đương nhiên là tô tiểu bạch không muốn nhìn thấy cảnh tượng này hắn sẽ cố gắng hết sức để không để chuyện này xảy ra lấy được báu vật và còn bình an rời đi chính là điều mà hôm nay tô tiểu bạch nhất định phải làm được nếu như không làm được những việc này mà rời đi như vậy tô tiểu bạch nhất định sẽ cảm thấy vô cùng tiếc nuối và hối hận tất cả những điều này đều là bởi vì thực lực của tô tiểu bạch hết sức cường đại yêu cầu của hắn tất nhiên sẽ cao hơn so với người bình thường. Người bình thường gặp phải binh hồn, chắc chắn sẽ phải vừa khổ chiến, vừa cảm thấy, chỉ cần mình có thể còn sống mà rời khỏi đây, thì ngay cả hoàn toàn không có cơ hội lấy được báu vật, cũng đáng giá. Nhưng đối với Tô Tiểu Bạch mà nói, thì sao? Hắn lại không nghĩ như vậy. Nếu như Tô Tiểu Bạch đã tới đây thì nhất định phải lấy được báu vật. Chỉ là sống sót rời khỏi nơi này, thì cũng đồng nghĩa với việc hoàn thành một việc quá dễ dàng vậy thì coi như là thua thiệt rồi cũng đồng nghĩa với việc ngay từ ban đầu hắn không nên bước chân vào trong mộ thất này để thực hiện khảo nghiệm cho nên có thể nói suy nghĩ của tô tiểu bạch vẫn luôn vô cùng lợi hại hơn nữa tràn ngập dũng khí nhưng dũng khí của hắn hoàn toàn không liên quan gì đến sự yếu đuối mà tuyệt đối không thể được hiểu là ngu đần tô tiểu bạch chính là dũng cảm như vậy lại vô cùng thông minh không thông minh không biết tự lượng sức mình thì mới gọi là ngu đần. Mà người giống như Tô Tiểu Bạch, hành động của hắn cũng chỉ có thể sử dụng những từ như can đảm nghĩa hiệp, trí dũng song toàn để hình dung. Nếu không nói như vậy, thật là không biết nên gọi những hành động cử chỉ của Tô Tiểu Bạch là như thế nào nữa. Chỉ có thể nói, Tô Tiểu Bạch này thật sự quá cường đại, khiến người ta chấn động. Những người bình thường hoàn toàn không có cách nào đối đầu với Tô Tiểu Bạch, cũng chẳng thể nào hiểu được suy nghĩ của Tô Tiểu Bạch bởi vì bậc cửa kia thật là quá cao. Tất cả những gì mà hắn suy nghĩ, người bình thường cũng không dám nghĩ đến. Lúc này, kim châm vô hình của Tô Tiểu Bạch thành công bắn trúng binh hồn cũng đã làm cho hắn bị thương nặng, nên hắn cảm thấy vô cùng vừa lòng, Tô Tiểu Bạch lại phải ra đòn thật nặng, khiến cho hắn lại tiếp tục đã chịu sự tra tấn đau đớn. Sau khi khiến cho khí tức của ngọn lửa trong cơ thể hắn đạt đến một mức độ nhất định, sẽ kích nổ nó. Tô Tiểu Bạch cảm thấy kế hoạch tác chiến của mình nhất định có thể thực hiện, có thể nói Hoàng Mỹ không tì vết. Bởi vậy, Tô Tiểu Bạch bắt đầu động thủ. Chỉ có thể nói, thật không hổ là Tô Tiểu Bạch. Hắn vừa ra tay, đã lập tức khiến cho tuyến phòng ngự bị giảm sút đến mức mà kẻ địch không còn sức phản kháng. Chỉ thấy, trường kiếm của Tô Tiểu Bạch bừng lên một ngọn lửa hừng hực. Hắn không ngừng công kích về phía kẻ địch, cũng phóng ra kiếm sóng ngọn lửa cực kỳ kịch liệt cùng với kiếm khí khiến cho kẻ địch vừa hứng chịu đòn công kích vừa tích tụ khí tức ngọn lửa trong cơ thể mà sau cùng tô tiểu bạch cũng sẽ kích nổ nó đến lúc đó tất nhiên kẻ địch muốn chết cũng sẽ không có chỗ chôn nếu như ngọn lửa kia của tô tiểu bạch đốt cháy một người bình thường như vậy nếu như người này không biết những thuật pháp tị hỏa quyết vô cùng cường đại như vậy thì khả năng vô cùng lớn hắn sẽ chết rất thảm mà tô tiểu bạch muốn thiêu đến chết không có chỗ chôn mà nhiệt độ của ngọn lửa này cực kỳ kinh người, lúc này, Tô Tiểu Bạch tụ trung linh lực, dùng cuồng phong thổi bùng ngọn lửa, bắn ra một con rồng lửa cuối cùng về phía kẻ địch, nhằm mục đích tiến thêm một bước tăng cường độ khí tức của ngọn lửa lên. Khí tức của ngọn lửa trong cơ thể kẻ địch đã vô cùng mãnh liệt. Nhưng mà, này đối với Tô Tiểu Bạch mà nói thì vẫn chưa đủ. Hắn còn phải rót càng thêm nhiều khí tức của ngọn lửa vào trong người của kẻ địch. Có như vậy thì mới đủ để kích nổ quả bom đồng thời cũng sẽ tạo thành lực sát thương cực kỳ lớn. Chiêu thức này của Tô Tiểu Bạch tạo ra sự chấn động tâm lý cực kỳ nghiêm trọng cho kẻ địch. Bởi vì, hắn lại có thể dùng cuồng phong thổi bùng lên một ngọn lửa khổng lồ như thế, mà lại không thổi cho nó tắt liệm. Điều này cũng thật là khó có thể lý giải nhưng binh hồn cũng không phải là kẻ ăn chay. Hắn đương nhiên sẽ không đứng im tại chỗ, chờ con rồng lửa này cắt nuốt chính mình. Vì thế, cả người binh hồn bừng lên thứ ánh sáng màu đen. Hắn hét lớn một tiếng, dùng cánh tay xương trắng của mình múa may lưỡi dao sắc bén trong tay, thổi bùng lên một trận gió lốc màu đen, cũng thổi về phía cơn cuồng phong bằng ngọn lửa kia. Đối mặt với một trận chiến căng thẳng và kích thích như vậy, Kha Sương Kha Tuyết tức khắc cảm thấy vô cùng kích động, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng lo lắng. Nhưng không hổ là Kha Sương Kha Tuyết, quá hiểu con người Tô Tiểu Bạch. Các nàng sẽ không lo lắng về thực lực của Tô Tiểu Bạch bởi vậy, hoàn toàn không có ý định tiến lên hỗ trợ. Dù sao thì trước khi trận chiến bắt đầu, Tô Tiểu Bạch cũng đã nói với các nàng, bảo hai tỷ muội không cần nhúng tay vào mà hãy để cho hắn. Một khi đã như vậy, Kha Sương Kha Tuyết cũng sẽ không nhúng tay hỗ trợ. Nếu các nàng tùy tiện nhúng tay vào, sẽ tạo thêm cho Tô Tiểu Bạch hai mối lo âu trong trận chiến này. Ngược lại dẫn tới thế cục trở nên càng thêm hỗn loạn, Tô Tiểu Bạch sẽ không thể nào ứng phó được cục diện này. Các nàng không muốn suy nghĩ của Tô Tiểu Bạch trở nên rối rắm, nên sẽ không nhúng tay việc này. Các nàng tin tưởng Tô Tiểu Bạch có thể, nhất định có thể thành công chiến thắng kẻ địch. Kha Sương Kha Tuyết có thể nói là tin tưởng Tô Tiểu Bạch đến hơn 200%, nếu chỉ tin tưởng 100% thì cũng không được. Nếu không, các nàng sẽ không hoàn toàn không tiến lên hỗ trợ trận chiến này. Tình yêu là một chuyện, hoàn toàn tin tưởng lại là một chuyện khác vế trước cũng chẳng dễ dàng gì mà có được. Nhưng còn có được cả vế sau thì càng là khó càng thêm khó. Nhưng mà Tô Tiểu Bạch đã làm được. Hắn đã thành công có được kỳ tích như vậy, thật sự làm khiến cho người ta khó có thể tin. Lúc này, Tô Tiểu Bạch tăng cường độ của linh lực lên. Hắn khống chế sức mạnh tự nhiên, hấp thu những nguyên tố chung quanh, hét lớn một tiếng, khiến cho trận cuồng phong bằng ngọn lửa càng trở nên khổng lồ. Nó gần như là đang xoay tròn cực nhanh kề sát đến trần của cổ mộ. Kẻ địch bị ép vào góc, lúc này hắn đương nhiên không muốn cứ như vậy mà từ bỏ. Binh hồn cũng tăng thêm sức mạnh. Hắn muốn phóng ra ánh sáng màu đen kịch liệt hơn, dựa vào dao động để phá hủy, cắn nuốt cơn cuồng phong ngọn lửa này. Nhưng mà không hề dễ dàng như vậy. Thực lực của Tô Tiểu Bạch rốt cuộc cũng là đệ nhất. Chỉ thấy, Tô Tiểu Bạch thành công đẩy mạnh cơn cuồng phong ngọn lửa này về phía trước không chỉ có đánh tan dao động ánh sáng màu đen của kẻ địch, còn cuốn theo cả đối phương vào trong cơn cuồng phong ngọn lửa, xoay tròn trên không trung. Sau khi cơn cuồng phong ngọn lửa tan đi, kẻ địch rơi mạnh xuống từ trên không trung, trong cơ thể đã tràn ngập vô số khí tức của ngọn lửa khiến cho hắn cảm nhận sâu sắc được sự đau đớn. Mà Tô Tiểu Bạch thậm chí còn không để cho hắn có cơ hội còn sống mà tiếp đất. Hắn mang theo một đạo tàn ảnh, nháy mắt xông lên. Chỉ thấy thân hình hắn chợt lóe lên Kẻ địch bị trường kiếm đâm trúng trong không trung, đánh bay ra. Tiếp theo, hắn nổ tung sau một tiếng hét thảm. Vụ nổ này chính là do tất cả linh lực của ngọn lửa được tích tụ trong cơ thể của kẻ địch phát nổ. Vì vậy đã khiến cho hắn nổ tung thành bột mịn. Một, một chiêu này của Tô Tiểu Bạch, thành công đánh chết kẻ địch. Nhưng mà điều này cũng chưa tính là kết thúc. Khi hắn cảm thấy tất cả mọi chuyện đều đã kết thúc, kẻ địch thật lòng nói với Tô Tiểu Bạch, không có đơn giản như vậy kẻ địch tương đối khó chơi. Trước đây trong chiến đấu, hắn thường biết rõ mỗi khi đến bước này. Từ trình độ cuốn mãi không tha mà nói, kẻ địch này tuyệt đối là không chê vào đâu được. Đối phương không chỉ có khó có thể bị phá hủy, ngay cả đã chết, mà còn sức để tiếp tục dây dưa với người đã đánh chết mình, nếu là tu luyện giả bình thường là căn bản không có cách nào phản ứng lại. Bọn họ, nhưng không có cách nào để nhận biết chính xác âm mưu thủ đoạn âm hiểm xảo trá của kẻ địch sau khi binh hồn bị tô tiểu bạch đánh nát lại không bị tan biến mà ngược lại hắn còn biến hóa thành một cái bóng đen bắt đầu giơ móng vuốt bén nhọn ra gầm rú đột kích lần cuối về phía tô tiểu bạch bất kể là ai đều có thể nhìn ra được đây là một đòn cuối cùng trước khi chết có nghĩa là hắn không cam lòng cứ như vậy mà chết đi hắn muốn cùng tô tiểu bạch đồng quy vô tận tuy rằng thân thể đã bị tiêu diệt nhưng là linh hồn của hắn vẫn cường đại vô cùng có lực sát thương cực kỳ khiến cho người ta sợ hãi. Cho nên, khi Tô Tiểu Bạch đối mặt với công kích như vậy, tức khắc trong lòng cả kinh. Hắn biết thực lực của kẻ địch mạnh mẽ đến mức nào. Cũng biết rõ nếu lỡ như mình lọc vào trong đòn công kích của đối thủ, thì tất nhiên sẽ phải chịu tổn thương nghiêm trọng. Không, không chỉ có như thế. Thậm chí có thể nói là vết thương trí mạng cực kỳ khủng bố. Trên thực tế, nếu đổi lại là người người bình thường, như vậy thì ngay cơ cơ hội để trốn tránh đều không có chắc chắn sẽ đắc ý vì tiêu diệt được một đối thủ mạnh mẽ như thế cảm thấy rốt cuộc mình cũng có thể kê cao gối mà ngủ rồi nhưng sự lơ là này chính là đòn chí mạng bởi vì khó có thể trốn được đòn công kích như vậy tất cả mọi người đều biết tất cả những đòn tấn công này đều có ưu thế đánh đòn phủ đầu cực kỳ trí mạng mà còn đến từ việc tin tức không thông đây là sao có nghĩa là chỉ có người thi triển công kích thì mới biết rõ ràng kế tiếp hắn muốn làm gì nhưng mà người bị công kích lại không biết đây là một vấn đề lớn người có thực lực bình thường thường sau khi chiến thắng đối thủ thì sẽ chậm lại bọn họ sẽ cảm thấy đã không còn gì nguy hiểm gì nữa không cho nên dễ dàng không thể né tránh được đòn công kích của kẻ địch tiếp theo dễ như trở bàn tay chết đi tô tiểu bạch cũng rất rõ ràng điểm này bởi vậy hắn nhanh chóng trốn tránh. Tô Tiểu Bạch liên tiếp tiến trốn tránh lui về sau hai lần, tránh thoát khỏi móng vuốt điên cuồng của kẻ địch. Lúc sau, Tô Tiểu Bạch đột nhiên giơ trường kiếm lên, hét lớn một tiếng, chém xuống, phát ra một đạo kiếm khí cực kỳ lạnh thấu xương. Lực sát thương của kiếm khí này là không thể đong đếm được. Kiếm đầu tiên của Tô Tiểu Bạch vung đến, chém đôi thân thể mà kẻ địch dùng khí tức tử vong thuần túy ngưng tụ thành, lộ ra từng luồng khói đen thật sự là khiến cho kẻ địch cảm thấy vô cùng kinh ngạc bởi vì lực phòng ngự cường đại của khí tức tử vong mà lại có thể bị kiếm khí của hắn dễ dàng chém làm đôi tô tiểu bạch này đến ngay cả kiếm khí của hắn cũng đã mạnh mẽ đến mức độ này sao thật sự khiến cho người ta cảm thấy vô cùng chấn động đương nhiên bởi vì trước đây hắn cũng đã được nếm trải cảm giác tô tiểu bạch khó đối phó đến cỡ nào cho nên lúc này ngược lại cũng không kinh ngạc quá mức chỉ là cảm thấy có một chút nguy cơ mà thôi đây là đương nhiên dù sao thì sự hoàn hảo của tô tiểu bạch cũng không phải là người bình thường nào cũng có thể so sánh được kẻ địch dùng trạng thái hắc ảnh lại thi triển đợt công kích thứ hai về phía tô tiểu bạch lúc này đây từ lòng bàn tay hắn bắn ra một loạt đạn bay hắc ám truy kích về tô tiểu bạch đạn bay này đúng là bất phàm chúng nó đều không chỉ đơn giản là pháp thuật bắn thẳng mà có tính truy lùng nhất định điều này thật sự là khiến cho người ta cảm thấy vô cùng chấn động Kha Sương Kha Tuyết nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng rung lên. Bởi vì, pháp thuật truy tung, có ý là nó rất dễ dàng nhận định mục tiêu tấn công của mình. Nói như vậy, Tô Tiểu Bạch đang ở trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Các nàng lo lắng thay cho Tô Tiểu Bạch. Dù sao thì cả hai tỷ muội đều hoàn toàn không hy vọng hắn xảy ra chuyện. Nhưng các nàng chỉ lo lắng vậy thôi, hoàn toàn không có nói ra. Chuyện này cũng rất bình thường. Bởi vì, dù sao thì thực lực của tô tiểu bạch cũng phơi bày ra đó hắn hoàn toàn không cần hai tỷ muội nhọc lòng lo lắng cho nên sự lo lắng lúc này của kha sương kha tuyết dành cho tô tiểu bạch trên thực tế tương đối dư thừa bởi vì tô tiểu bạch lợi hại cỡ nào chứ người khác không biết các nàng chẳng lẽ còn không hiểu rõ sao đương nhiên là không có khả năng cho nên phải chăng là tô tiểu bạch có thể thành công đỡ được đòn công kích như vậy trong lòng các nàng đã sớm có đáp án rồi đáp án đương nhiên là có thể thật ra thì bọn họ cũng không hoàn toàn chắc chắn như vậy nhưng mà thực lực của tô tiểu bạch kinh người cỡ nào chứ chứng minh là tô tiểu bạch nhất định có thể thành công ngăn cản sống sót dưới pháp thuật truy tung này tô tiểu bạch cũng không phụ lòng tin của các nàng nhưng hắn cũng không làm giống như những gì mà kha sương kha tuyết phán đoán là né tránh đòn công kích này lúc này tô tiểu bạch phát ra thực lực cực kỳ kinh người của mình hắn lại trực tiếp sử dụng linh lực phân giải lần lượt phân giải đám đạn bay hắc ám kia ra trên không trung chúng nó bị tô tiểu bạch hóa giải thành tinh hoa tiêu tan trong không trung mà điều này hoàn toàn nằm trong phán đoán của kẻ địch chỉ thấy bóng đen binh hồn kia phát ra một trận tiếng cười lạnh hắn chớp lấy thời cơ tô tiểu bạch vận khí sau khi thi pháp kết thúc dùng bàn tay hóa thành móng vút sắc nhọn hắc ám vọt mạnh lên công kích về phía tô tiểu bạch tô tiểu bạch thấy thế lập tức né tránh nhưng đây không phải trốn tránh thuần túy mà cùng với việc né tránh là vừa vung lợi kiếm lên vừa bắn ra kiếm khí vừa phân tích trạng thái linh lực tiếp theo của kẻ địch xem thử bước tiếp hắn sẽ phóng thích ra loại pháp thuật nào không hổ là tô tiểu bạch lại làm được những việc kinh người như thế hắn lại nhìn thấu loại pháp thuật mà đối thủ muốn sử dụng một cách dễ như trở bàn tay không thể không nói thật sự là khiến cho người ta nhìn thấy phải trợn mắt cứng họng dù sao thì cũng không cần phải nói nhiều đến thực lực của tô tiểu bạch còn về những chiêu thức mà hắn phóng ra thì chắc chắn là lực sát thương đạt tới đỉnh phong dù sao thì đây cũng là nhân khoảnh khắc yếu ớt khi kẻ địch ra tay thi triển sự phản kích hung mãnh cao thủ so chiêu chỉ trong khoảnh khắc là có thể quyết định thắng bại mà tô tiểu bạch đã thành công chém đứt móng vuốt sắc nhọn hắc ám của kẻ địch khiến cho nó đứt lìa không chỉ như vậy trong khoảnh khắc khi tô tiểu bạch vung kiếm thi pháp lại ngưng tụ sức mạnh hắc ám của kẻ địch rồi phản đòn đánh ngược lại. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông. Năng lực của Tô Tiểu Bạch về mặt này khiến cho người ta kinh ngạc cảm thán không thôi. Hắn lại có thể thành công trực tiếp hút lấy sức mạnh của kẻ địch và dùng nó để đánh trả lại đối thủ, thật sự quá khiến cho người ta cảm thấy chấn kinh rồi. Phải là người như thế nào mới có thể thi triển được loại pháp thuật tinh diệu tuyệt luân này chứ? Độ khó của việc thi triển tuyệt đối là vô cùng cao trong nháy mắt kiếm phong của tô tiểu bạch bừng lên ánh ánh điều này đại biểu cho pháp thuật tiếp theo mà thi triển tuyệt đối sẽ không đơn giản trong nháy mắt móng vút sắc bén đen tối của kẻ địch cũng hồi sinh ngay sau đó đối thủ vừa vung móng vút sắc bén lên vừa rống giận phẫn nộ tô tiểu bạch vừa vung trường kiếm vừa vẽ ra một đạo phù chú phù chú này một pháp ấn có lực sát thương cực kỳ lớn chỉ cần đẩy pháp ấn này về phía trước bắn lên trên thân thể hắc ám của kẻ địch thì có thể khiến cho hắn đổ tung trực tiếp xua tan đi tất cả khí tức tử vong đương nhiên là kẻ địch cũng nhận ra được pháp ấn này có tác dụng gì bởi vậy đối phương cố ý bắt đầu né tránh một cách có ý thức đồng thời còn muốn vòng ra sau người tô tiểu bạch nhưng mà làm sao tô tiểu bạch có thể để chuyện này xảy ra chứ hắn sẽ dễ dàng để cho kẻ địch thành công vòng ra sau lưng mình hả rõ ràng hoàn toàn không thể chỉ thấy tô tiểu bạch bày ra tư thế né tránh hoàn hảo hắn vừa hoàn hảo duy trì trạng thái thi pháp pháp ấn vừa né tránh đến phía sau lưng của kẻ địch điều này đúng là lợi hại vô cùng bởi vì một khi sau lưng kẻ địch lọt vào vòng công kích của tô tiểu bạch đương nhiên là kẻ địch sẽ phải nhận lấy tổn thương nghiêm trọng hơn nữa nếu là như vậy thì dù là sức mạnh phòng ngự của bản thân hắn vô cùng cường đại thì cũng sẽ bị tô tiểu bạch giết chết dễ như trở bàn tay điều này không cần phải nghi ngờ không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì bất ngờ được đương nhiên sức chiến đấu của kẻ địch cường đại cỡ nào chứ hắn thậm chí không trốn tránh cũng có thể trực tiếp phòng ngự được pháp ấn gây nổ của tô tiểu bạch và cũng tiến hành đối hướng có nghĩa là sao có nghĩa là hắn cũng phóng ra một pháp thuật vô cùng mạnh mẽ đối đầu với pháp ấn gây nổ của tô tiểu bạch tất nhiên là sẽ triệt tiêu sức mạnh pháp ấn gây nổ của tô tiểu bạch như vậy thì có thể đủ phòng ngự được sự công kích của kẻ địch. Vì thế, Bóng Đen kia trực tiếp vừa xoay người, vừa tung ra một sóng xoắn ốc hắc ám từ trên tay. Này khí tức của sóng xoắn ốc này tràn ngập sự dao động không ổn định. Bởi vì sức mạnh của nó đến từ sự hắc ám từ trong linh hồn. Tô Tiểu Bạch cảm nhận được điểm này. Cùng lúc đó, cũng lập tức nhận ra rằng có khả năng sức chiến đấu của kẻ địch còn cao hơn so với phán đoán của hắn. Lúc này, chỉ thấy tô tiểu bạch gặp nguy không loạn đối mặt với sự công kích đánh úp bất ngờ không chút hoang mang cũng đẩy ra pháp ấn phát nổ của mình trong khoảnh khắc hai loại sức mạnh này va chạm vào nhau đã phát ra lực chấn động cực kỳ mãnh liệt lực dao động này trong nháy mắt khiến cho tô tiểu bạch cảm thấy chấn động đương nhiên kẻ địch cũng giống như vậy tô tiểu bạch và kẻ địch lần lượt bị hất tung về phía sau cùng lúc đó hai bên lần lượt vừa xuống đất vừa bày ra tư thế chiến đấu bóng đen kia bỗng phát ra một trận cười to. Sở dĩ là như vậy, chính là bởi vì, hắn phát hiện ra chiến đấu với Tô Tiểu Bạch thật sự là quá thú vị. Lại xuất sắc đến mức độ này. Đây là tình huống mà ngay cả khi hắn còn sống cũng chưa từng gặp phải. Khi đó hắn về cơ bản là vô địch ngạo nghệ thế gian, chưa từng gặp được đối thủ. Nhưng mà, Tô Tiểu Bạch này đúng là một đối thủ. Hắn không khỏi sinh ra sự kính để thật sự đối với Tô Tiểu Bạch chỉ có tô tiểu bạch mới có thể thành công khiến hắn rơi vào tình cảnh khó chơi khổ chiến như vậy có thể tham gia vào một trận chiến như vậy thì hắn cảm thấy cho dù có chết đi cũng đáng đương nhiên tô tiểu bạch cũng không có cùng suy nghĩ giống như hắn tô tiểu bạch muốn tiêu diệt hắn ngay lập tức hơn nữa hắn còn phải là người an toàn kết thúc trận chiến tô tiểu bạch dùng trường kiếm bắn ra một thế công mới rốt cuộc thì sức chiến đấu của hắn khủng bố đến mức nào tất nhiên là không cần nhiều lời chỉ thấy tô tiểu bạch vừa vung trường kiếm vừa phóng ra mấy đạo đạn pháp thuật truy tung hiệu quả của đạn pháp thuật truy tung này không khác với đạn hắc ám mà kẻ địch bắn ra trước đây hơn nữa không chỉ là như vậy sức chiến đấu của tô tiểu bạch khủng bố cỡ nào chứ sức sáng tạo của hắn lại vô cùng phong phú những chiêu thức mà hắn sử dụng sao có thể giống nhau như đúc của kẻ địch cơ chứ đạn pháp thuật của tô tiểu bạch không chỉ có hiệu quả truy tìm mục tiêu hơn nữa còn có yếu tố sát thương. Có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là đạn pháp thuật của Tô Tiểu Bạch vừa có lực sát thương kinh người, đồng thời còn chứa đựng nhiều loại thuộc tính nguyên tố khác nhau. Nó không chỉ chứa đựng một hiệu quả đơn lẻ mà thôi, mà còn trong khoảnh khắc nó bắn trúng kẻ địch, khiến cho đối phương nhận lấy nhiều ảnh hưởng của nhiều thuộc tính đặc thù như bị thiêu đốt, đóng băng, tê mỏi, điện giật vân vân tất cả những chuyện này đều là bởi vì tô tiểu bạch có thể nắm giữ sức mạnh tự nhiên một cách nhuần nhuyễn hơn nữa có thể kết cùng một lúc nhiều loại thuộc tính nếu như tô tiểu bạch không có được sứ mạnh cường đại như vậy hắn quả quyết không có cách nào thành công kết hợp nhiều loại nguyên tố có tính chất xung đột lẫn nhau ném vào trong một viên đạn bay nho nhỏ như vậy được đây là điều vô cùng quan trọng phải thực hiện được nó mới có thể phát huy được uy lực cường đại thực sự của loại pháp thuật đạn truy tung này sự đáng sợ của nó ghê gớm đến mức người bình thường khó có thể tưởng tượng ra. Chỉ những người mạnh mẽ như Tô Tiểu Bạch mới có thể làm được điều này mà không tốn nhiều sức lực. Mục đích phòng ngự của đạn truy tung của kẻ địch chính là như vậy, mà hắn thực sự là đã phòng bị thành công, nhưng chỉ vẻn vẹn như vậy mà thôi. Những viên đạn pháp thuật còn lại đều vẫn là đánh trúng bóng đen của binh hồn. Ngay sau đó, hắn đã bị đánh bay ra ngoài trên người còn lưu lại vết tích tấn công của những thuộc tính pháp thuật không giống nhau. Hàng khí, ngọn lửa, dòng điện. Chúng nó trong nháy mắt xông ra từ trên người kẻ địch. Thật sự là quá khiến cho người ta chấn động. Thậm chí, vào tình cảnh này, đối phương hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Điều này khiến cho đòn công kích tiếp theo mà Tô Tiểu Bạch bắn ra thành công ngay sau đó đánh trúng kẻ địch. Hơn nữa, hiệu quả vô cùng rõ ràng. Phải biết rằng những chiêu thức của tô tiểu bạch vốn tràn ngập lực sát thương nhưng hôm nay lực sát thương của những chiêu thức này bởi vì kẻ địch không thể phản ứng kịp mà lại tăng lên gấp đôi cứ như vậy kẻ địch trong tình trạng không hề có cơ hội kịp phản ứng lại bị đánh bay thêm một lần nữa lần này lại khác với lần trước bởi vì lần này tô tiểu bạch không muốn bỏ cuộc phải đánh cho kẻ địch đau đớn cho nên tô tiểu bạch trực tiếp đuổi theo vừa vung trường kiếm vừa trong nháy mắt dựa vào sự tăng tốc của sức mạnh cuồng phong nhanh chóng dùng trường kiếm mang theo lưỡi dao lạnh thấu xương chém kẻ địch mấy chục đao trong lúc này người bình thường không thể nào theo kịp bóng dáng của tô tiểu bạch thậm chí hoàn toàn không thể nhìn thấy tốc độ xuất kiếm của hắn nói cách khác không ai có thể thấy rõ thanh kiếm của tô tiểu bạch nhanh đến như thế nào cũng không có ai nhìn thấy được động tác chém người của tô tiểu bạch nhanh tới mức độ nào cũng chẳng thể nhìn ra được hắn đã chém xuống mấy kiếm. Chỉ có thể nhìn thấy, trong nháy mắt, kẻ địch bị chém mấy chục đao. Bất kỳ ai cũng chỉ nhìn thấy được một điều. Đó chính là e là kiếm của Tô Tiểu Bạch đã nhanh nhất thiên hạ. Bất kỳ ai có ý định khiêu chiến với Tô Tiểu Bạch cần phải cân đo đong đếm lại tốc độ xuất kiếm của mình. Một chiêu này gọi là giết ngay. Cũng có thể gọi nó là ngàn vết chém. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong nháy mắt chém giết ngươi ngàn lần đương nhiên tô tiểu bạch chém ra mấy chục kiếm trong khoảnh khắc mà thôi trên nguyên tắc chúng ta có thể cho rằng hắn chỉ là chém kẻ địch mấy chục lần mà thôi cũng không đến con số gọi là ngàn lần nhưng mà ngàn hay là tám trăm thì đều giống nhau đều là con số số ảo bởi vậy cho rằng tô tiểu bạch có chém hắn một ngàn lần cũng vậy mà tám trăm lần cũng thế đều là giống nhau về bản chất không có bất kỳ điều gì khác nhau đều sử dụng khí thế như vũ bảo chém chết kẻ địch ngay tức khắc tại đây. Đây là một điểm vô cùng mấu chốt. Phải có được lực sát thương đủ mạnh, cùng với tốc độ ra chiêu đủ dũng mãnh mới có thể làm được điểm này. Nếu là không thể làm được chuyện giết địch trong chớp mắt, như vậy sẽ tạo cho kẻ địch cơ hội phản công. Một chiêu này của Tô Tiểu Bạch thi triển dựa vào suy nghĩ chủ yếu là lập tức tước đoạt khả năng phản kháng của đối phương để giành thắng lợi. Tô Tiểu Bạch mạnh mẽ như thế thực lực của hắn như thế nào đã rõ như ban ngày mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng đối với tô tiểu bạch mà nói sức chiến đấu của binh hồn trước mặt này thực sự là không tệ đáng được công nhận nhưng mà theo như hắn nghĩ thì chung quy kẻ địch vẫn thua mình về mặt tốc độ nó không thể né tránh được vô số chiêu đoạt mệnh liên hoàn kiếm của tô tiểu bạch trong nháy mắt chém ra bởi vậy có thể nói hôm nay hắn là đã nhất định thua Tô Tiểu Bạch tràn đầy tự tin về chuyện này. Cho nên, chiêu thức mà hắn xuất ra cũng tràn đầy niềm tin mãnh liệt. Kẻ địch gặp phải chiêu thức khủng bố như thế của Tô Tiểu Bạch, tuy rằng trước tiên trong lòng cũng cảm thấy vô cùng chấn động, mà cũng vẫn kịp thời phản ứng được, cũng bắt đầu trốn tránh. Năng lực né tránh của hắn có thể nói là hàng đầu. Nhưng cũng chỉ né được 7749 kiếm của Tô Tiểu Bạch, cũng không tránh được chiêu kiếm quan trọng nhất là kiếm thứ 50. Đây là chiêu thức cuối cùng mạnh nhất trong số kiếm chiêu mà Tô Tiểu Bạch liên tiếp xuất ra. Cũng một kiếm có uy lực mạnh nhất của hắn. Chiêu thức của Tô Tiểu Bạch phải khủng bố cỡ nào chứ? Điều này là không thể nghi ngờ. Cho nên, kiếm thứ 50 của hắn đã trực tiếp xỏ xuyên qua người của kẻ địch, hơn nữa lập tức thiêu đốt nó. Bóng đen bị thiêu đốt thì sẽ biến thành trạng thái gì? Đáp án, thật ra thì cũng chỉ là bóng đen bị thiêu đốt. Chỉ thấy địch phát ra một tiếng phẫn nộ cùng thống khổ kêu trên. Ngay sau đó, cả người hắn đều bị kiếm của tô tiểu bạch đâm xuyên qua, bừng lên một ngọn lửa kịch liệt. Ngọn lửa đốt cháy bóng đen. Rất nhanh đã biến thành một đám lửa cháy màu đen. Ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt. Cắn nuốt thiêu đốt phần lớn bóng ma. Nếu như so sánh với lửa cháy màu đen thì lửa cháy bóng đen này hơi chút ngã về màu tím. Hơn nữa, nhìn thì giống như đang hút lấy bóng đen. Nhưng mà lửa cháy màu đen không phải là loại trạng thái này. Lửa cháy màu đen là màu đen thuần túy. Còn sự đen tối của hắn thì lại giống như sự đen tối của nhân tâm. Liếc mắt một cái chỉ thấy sâu không thấy đáy. Không thể nghi ngờ, đó khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ sợ hãi và bất an. Ngoài ra, trạng thái của lửa cháy bóng đen và lửa cháy màu đen cũng bất đồng. Nhiệt độ của lửa cháy màu đen khoảng chừng 8.000 độ. Hơn nữa, không dễ dàng dập tắt. Đây là nguyên nhân vì sao lửa cháy màu đen nguy hiểm hơn lửa cháy bóng đen. Lửa cháy màu đen khó có thể khống chế hơn, một không cẩn thận thì nó sẽ lan tràn ra một khu vực rất lớn. Lửa cháy bóng đen thì lại không nghiêm trọng như vậy. Dù sao thì nó cũng chỉ ngọn lửa mang thuộc tính hắc ám mà thôi. Nó không hề điên loạn như lửa cháy màu đen, mà lại phản phất như có linh hồn của chính mình vậy. Lúc này, thân hình kẻ địch đều không ngừng bốc lên ngọn lửa bóng đen, cuối cùng bao bọc lấy toàn thân hắn phát ra những kêu rên phẫn nộ mà đau đớn đương nhiên đây là sự giận dữ với tô tiểu bạch nhưng bên trong tiếng nào thét đó lại chất chứa cảm giác thỏa mãn vì được đối chiến cùng một cường địch vì sao lại như thế tô tiểu bạch cảm thấy vô cùng đơn giản đương nhiên là bởi vì sức chiến đấu của kẻ địch rất mạnh thật sự là khiến cho người ta cảm thấy vô cùng khiếp sợ điều này hơn phân nữa đã chứng minh lúc sinh thời binh hồn cũng là một kẻ có năng cứu chiến đấu mà còn là một người suốt đời theo đuổi sự tinh tế của võ học. Mà đây lại là một tin tức hết sức quan trọng. Tất cả những điều này đều nói lên một chuyện. Trước cuộc thì hắn sẽ đối xử với tô tiểu bạch bằng thái độ như thế nào và vì sao lại chấp nhất quyết đấu với hắn như thế? Phải biết rằng, không có chấp niệm nhất định thì sẽ không có cách nào hóa thành hình dạng của bóng đen để tiếp tục chiến đấu cùng tô tiểu bạch. Nhưng mà hắn lại chưa từng gặp tô tiểu bạch mà hắn lại tràn đầy chấp nhất và hứng thú đối với tô tiểu bạch điều này nói lên cái gì ngoài việc nói lên hắn muốn chiến đấu hết mình với tô tiểu bạch ra còn có thể có nguyên nhân gì nữa điều này cũng đủ nói lên tất cả rồi cho nên tất nhiên kẻ địch sẽ vô cùng muốn so tài với tô tiểu bạch nhưng mà hắn càng cảm thấy hứng thú thì tất nhiên là sẽ càng liều chết quyết đấu hai bên đều liều mạng sau đó sẽ bắt đầu quyết đấu cực kỳ kịch liệt tuy là tô tiểu bạch cũng không hề có chấp niệm gì trong khi chiến đấu với hắn nhưng mà đối với loại kẻ địch si mê võ thuật như này thì hắn cũng không cảm thấy phản cảm ít nhất hắn cảm nhận được là một đối thủ như vậy tuy rằng xét về một góc độ nào đó thì vô cùng phiền phức nhưng cho dù là có như thế nào thì đều tốt hơn rất nhiều so với tên thi cốt đạo nhân ghê tởm kia một kẻ thối tha như thi cốt đạo nhân một kẻ cặn bã mà có chết cũng không hết tội như hắn ta hoàn toàn không đáng để tôn kính ít nhất thì theo như tô tiểu bạch thì là như vậy hắn hoàn toàn không hề cảm thấy vui vẻ khi chiến đấu cùng thi cốt đạo nhân thứ mà hắn cảm nhận được chỉ có lửa giận ngập trời thậm chí hắn cũng hoàn toàn không thích chiến đấu cùng thi cốt đạo nhân dù sao thì chiến đấu với một kẻ địch ghê tởm như vậy thì có ý nghĩa gì chứ hắn chỉ hy vọng có thể nhanh chóng đánh chết thi cốt đạo nhân hoàn thành xong hết mọi chuyện sớm được giải thoát nhưng khi chiến đấu cùng binh hồn trước mắt này thì lại bất đồng Tô Tiểu Bạch lại có thể cảm nhận được niềm vui khi chiến đấu cùng binh hồn này. Không, này tất cả đều là bởi vì tư tưởng của kẻ địch vô cùng thuần túy và đáng được tôn trọng. Bởi vậy Tô Tiểu Bạch muốn dốc hết mình mà chiến đấu, hơn nữa tìm được niềm vui từ trong trận chiến này. Hắn có thể cảm nhận sâu sắc được là lúc sinh thời sức chiến đấu của binh hồn này khủng bố đến mức nào. Tuy rằng chỉ có thể suy đoán được như vậy, nhưng hắn cũng vẫn sẽ cảm thấy vô cùng xúc động. Lúc này chỉ thấy kẻ địch bắt đầu động thủ tập kích về phía tô tiểu bạch hắn gầm rú trực tiếp dùng thân mình đang bị thiêu đốt xông đến đồng thời còn vung lên móng vút hắc ám sắc bén và vô cùng to lớn kia của hắn trong lòng bàn tay thậm chí còn bốc lên những ngọn lửa cực kỳ khủng bố đủ để khiến cho người ta hóa thành tro bụi trong khoảnh khắc mà tô tiểu bạch không dễ dàng bị chiêu thức này đánh trúng như vậy hắn nhanh chóng né tránh ra vừa làm như vậy hắn vừa vung bàn tay lên bắn ra một trận cuồng phong, thổi về phía kẻ địch, muốn dập tắt hết đám lửa hắc ám đang thiêu đốt trên người. Nhưng hắn vẫn không thành công, ngược lại còn làm cho thế lửa mạnh lên. Làm như vậy có thể tiến thêm một bước nhanh chóng đánh chết kẻ địch, nhưng cũng không thể nghi ngờ là sẽ khiến cho tình thế của Tô Tiểu Bạch càng thêm nguy hiểm hơn. Tô Tiểu Bạch muốn thử sử dụng chú dập lửa để dập tắt ngọn lửa hắc ám của kẻ địch. Không thể nghi ngờ gì đây là một hành động cực kỳ lớn mật dù sao thì những phụ chú làm dập tắt lửa bình thường không thể dập tắt được ngọn lửa đặc thù như vậy. mặc dù có thể làm được, người bình thường cũng hoàn toàn không biết được nên làm như thế nào. nhìn tô tiểu bạch và hắc viêm là có thể biết. có nghĩa là gì? thật rất đơn giản. tô tiểu bạch cường đại như vậy, hiểu biết nhiều như vậy, mà vẫn không biết dùng loại pháo thuật nào để thi chú dập tắt hắc viêm. về phương diện khác, hắn hoàn toàn không hiểu về tính chất của hắc viêm. Cho nên, chưa từng có hiểu biết sâu sắc về tính nguy hại cùng tính bền bỉ của Hắc Viêm. Nhưng đẳng cấp của Tô Tiểu Bạch, há người bình thường có thể so sánh được sao? Tô Tiểu Bạch hoàn toàn có thể liếc mắt một cái là đã nhận ra được Hắc Viêm, hơn nữa có thể biết được nó đáng sợ biết bao nhiêu. Đương nhiên, hắn cũng sẽ nói cho các đồng đội, nhắc nhở bọn họ, loại ngọn lửa màu đen nhỏ bé như Hắc Viêm này. Nếu như không có cách nào làm được điểm này nói, thì sẽ bị Hắc Viêm này tìm được cơ hội Đột nhiên giết chết hắn. Đúng vậy, không sai. Hắc viêm có thể làm được chuyện như vậy. Còn về việc phải chăng chúng nó làm như vậy là chứng tỏ Hắc viêm có ý thức của riêng mình, chỉ sợ khó mà nói được. Nếu thật sự là như vậy, Tô Tiểu Bạch cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Dù sao thì trong tình huống giết người phóng hỏa chân chính, ngược lại giải quyết rất dễ dàng. Bởi vì những kẻ như vậy dễ đối phó, cũng dễ dàng bắt được chỉ cần đối phó với hắn giống như bất kỳ một kẻ tội phạm nào thì sẽ không gặp phải bất kỳ phiền phức nào. Mà hắc viêm thì sao? Một ngọn lửa như vậy thật sự là quá tà đạo. Nó dường như là có tư tưởng cảm tình của chính nó, có yêu ghét của chính nó. Cho nên, chúng nó sẽ tự cháy, lan ra ra trong một điều kiện nhất định. Đương nhiên, chuyện này không thể nào là không có hạn chế. Chúng nó không thể nào mở rộng thế lửa ở những nơi không thể đốt chạy được mà Tô Tiểu Bạch lại hiểu rõ những nơi như vậy, cũng biết cách làm như thế nào để tạo ra nó cho mình, có chút hơi khác thường. Nhưng mà, trên thực tế, muốn ngăn cản ngọn lửa lan tràn, biện pháp tốt nhất thật ra là đốt lên một ngọn lửa ở phía bên ngoài. Bởi vì đốt lên một ngọn lửa bình thường trên tuyến đường hắc viêm cháy lan ra, thực ra là cách thức phòng ngự tốt nhất. Rất nhiều người khi nghe được như vậy phương pháp, cũng hoàn toàn không thể tin. Đây cũng là điều vô cùng bình thường. Cô Tiểu Bạch sẽ không cảm thấy có bất kỳ điều gì ngạc nhiên vì sự nghi vấn của bất kỳ ai. Dù gì thì cũng có những chuyện không bình thường, dẫn tới việc người bình thường căn bản không thể nào chấp nhận được. Nhưng mà sự thật chính là như thế, thì đã làm sao? Tô Tiểu Bạch vẫn luôn là một người vô cùng cầu thị. Chân tướng sự thật là như thế nào, hắn sẽ nói ra. Cũng sẽ không suy nghĩ đắn đo nhiều như vậy. Cho nên nói, Tô Tiểu Bạch thật sự là vĩ đại hơn nữa còn là người chân chính theo đuổi chân lý người bình thường không có cách nào hiểu được tô tiểu bạch đã phải suy nghĩ vất vả như thế nào nhưng những người thật sự biết rõ tô tiểu bạch đều sẽ cảm thấy vô cùng kính để với những suy nghĩ của hắn cũng sẽ vô cùng kinh ngạc cảm thán và khen ngợi dù sao thì tô tiểu bạch này cũng đại diện cho tri thức nếu như không có tô tiểu bạch tất nhiên sẽ không có sự lưu truyền của rất nhiều tri thức bởi vì có một số người không muốn truyền đạt những hiểu biết của mình cho người ngoài nghe. Mà có một số người, mặc dù là được mọi người truyền đạt tri thức, cũng chính vì lý do này mà không hề tin tưởng. Chỉ có Tô Tiểu Bạch có thể đảm đương được sự kết nối này, truyền lại học thức quý giá. Đương nhiên, nói là nói như vậy, trên thực tế Hắc viêm khó có thể bị những ngọn lửa khác cản lại. Dù sao thì Hắc viêm thật sự là quá cường đại. Những ngọn lửa khác nếu so sánh với nó, đều có vẻ vô cùng yếu như lấy trứng chọi đá cho nên nếu như trên đường mà hắc viêm cháy lan ra mà tồn tại những ngọn lửa khác như vậy trong rất nhiều tình huống những ngọn lửa kia sẽ trực tiếp bị cắn nuốt nguyên nhân là do chúng nó không đủ mạnh và cũng cùng thuộc về một nguyên tố hỏa nếu như vậy đương nhiên là không có cách nào ngăn cản ngọn lửa đối địch do đó bị sức mạnh to lớn của hắc viêm đồng hóa cắn nuốt đây là điều không thể nghi ngờ Cô Tiểu Bạch hiểu rất rõ những chuyện này, thậm chí có thể nói là vô cùng hiểu biết. Nhưng mà, vẫn có rất ít người có thể biết được kết cục của chuyện này là như thế nào, cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là nên giải quyết chuyện này như thế nào. Chỉ có thể nói, tri thức học tập vẫn cần đến một bước trải nghiệm. Nếu có người không thể nào thành công làm được chuyện này, như vậy tất nhiên sẽ bị tri thức khổng lồ này ăn mòn, thậm chí là bị nguyền rủa. Cái gọi là học thức bị nguyền rủa là như vậy những lời này là có nghĩa là gì có nghĩa là một khi một người nào đó học xong một chút tri thức có thể là người ta sử dụng những kiến thức đó làm ra những chuyện vô cùng đáng sợ một khi xảy ra những hậu quả xấu khó có thể gánh vác được cũng đồng nghĩa với việc sẽ bị nguyền rủa đến mức phản vệ mà không hề nghi ngờ gì chuyện này là vô cùng đáng sợ người bình thường căn bản không có khả năng gánh vác được chuyện này bởi vậy phải học cách giải quyết vấn đề từ ngọn nguồn của nó cũng đồng nghĩa với việc từ lúc bắt đầu sẽ không được xuất hiện vấn đề. Nói trắng ra là học tập tri thức, phải làm đâu chắc đấy, không cần nóng vội, cũng không cần phải sử dụng đến những lối đi tắt mà trên thực tế căn bản là không tồn tại. Những gọi là lối tắt trên thực tế chỉ có thể hại ngươi. Tô Tiểu Bạch vô cùng hiểu rõ chuyện này. Mà có một số người cũng không hiểu biết về chuyện này. Bọn họ luôn là cảm thấy Tô Tiểu Bạch này thật sự là thật là đáng sợ thậm chí sẽ kính trọng nhưng không dám lại gần đối với thái độ này của bọn họ tô tiểu bạch cũng không hề cảm thấy ngạc nhiên dù sao thì khi những người này đối mặt với những vấn đề mà mình không hiểu luôn thích dùng thái độ tiêu cực chống đối lẫn tránh nó giống như tránh né ôn thần vậy cũng chẳng khác gì đà điểu chôn đầu xuống hố cát tô tiểu bạch hoàn toàn nhìn thấu chuyện này đương nhiên cũng chẳng có ai mà có thể thông minh được như hắn người bình thường ai cũng muốn mạnh mẽ được như tô tiểu bạch mà lại không nghĩ đến việc khiến cho đầu óc của mình linh hoạt như hắn bởi vì học tập vô cùng cực khổ hơn nữa này thường sẽ liên quan đến những bí mật mà người thường khó có thể chịu đựng được và những cuộc huấn luyện vô cùng buồn tẻ mấy thứ này đều là những chướng ngại cản trở một người trên bước đường trở nên trí tuệ hơn tô tiểu bạch rất hy vọng càng ngày sẽ có càng nhiều người có gan tìm hiểu và bảo vệ chân tướng sự thật giống như hắn nhưng mà trên thực tế thì lại là càng ngày càng ít dù sao thì người như tô tiểu bạch quá đặc biệt chỉ có những người giống như hắn mới có thể dùng thái độ mới mẻ mà chính xác để đối xử với kiến thức trên thực tế những tri thức này không có liên quan gì đến nguyền rủa chỉ cần nó được dùng đúng mục đích thì sẽ giống như thi cốt đạo nhân trầm mê tử linh pháp thuật thật sự là chúng nó không hề có tác dụng không hề có giá trị tồn tại hay sao đương nhiên cũng là có nhưng mà, người học những loại pháp thuật trước này dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Cho nên, để tránh cho mọi người dùng những thứ này làm chuyện ác, phải cần cấm tu hành, liệt vào hàng pháp chú cấm kỵ. Cho nên, nếu là người như Tô Tiểu Bạch mà học tập những tử linh pháp thuật kia, như vậy khẳng định sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Tâm tính của hắn quá vững vàng. Muốn làm cho Tô Tiểu Bạch tẩu hỏa nhập ma. Chuyện này căn bản không có khả năng. Hoàn toàn không thực tế. Tô Tiểu Bạch không thể nào biến thành như vậy được. Thực lực của hắn mạnh mẽ bao nhiêu thì tâm tính của hắn cũng mạnh mẽ bấy nhiêu, suy nghĩ của hắn cũng vô cùng kiên định. Thậm chí có thể hoàn toàn bỏ qua hết tất cả những nhân tố bên ngoài dẫn tới sự uy hiếp. Có thể nói, Tô Tiểu Bạch là một người mạnh mẽ như vậy. Thực lực của hắn như thế nào, tự nhiên là không cần nhiều lời. Nhưng mà theo như cái nhìn của Tô Tiểu Bạch, tử linh pháp thuật vẫn quá mức tà ác tuy rằng trong đó cũng có một số nội dung có thể được dùng trong chính đạo nhưng mà sự tồn tại của loại pháp thuật này là vô cùng sai trái nó đi ngược lại với sức mạnh tự nhiên sinh lão bệnh tử là quy luật của thời gian bất kể là theo đuổi trường sinh bất lão hay là cải tử hoàn sinh đều sẽ phá vỡ loại cân bằng này nhưng mà vấn đề này có thể thông qua sự cảm ứng lẫn nhau giữa việc tu luyện và thiên đạo cũng không có bất kỳ tác dụng phụ nào kèm theo cho nên không có gì vấn đề thậm chí người tu tiên còn được ông trời tán thành việc tu luyện chẳng lẽ lại không khiến cho người ta cảm thấy kính nể sao tất nhiên là có mọi người thậm chí còn sẽ suy đoán người này rốt cuộc có tài đức gì mà lại có thể nhận được sự tán đồng của ông trời chẳng lẽ là người này có rất nhiều công đức hoặc là thật ra hắn là một thần tiên hạ phàm gần như mọi thứ đều có khả năng tô tiểu bạch hiểu quá rõ mọi chuyện là như thế nào bởi vì hắn cũng là một kẻ được trời cao tuyển chọn hơn nữa lại là một kẻ mạnh mẽ nhất nhưng nếu như tô tiểu bạch thật sự học tử linh pháp thuật kia ông trời cũng sẽ không trừng phạt hắn điều này chứng minh cho việc gì không phải chứng minh là giữa ông trời và tô tiểu bạch đã sớm mất đi liên lạc chỉ có thể chứng minh cho một sự kiện đó là chỉ cần ngươi chỉ học tập mà không sử dụng sức mạnh này vào tà môn ma đạo thì sẽ không sao cả điều này đủ chứng minh cho trên thực tế, những thứ mà ông trời kiên kỵ cũng nhiều như người ta tưởng tượng. Đương nhiên, những việc này rất nhiều người nghe được cũng sẽ không tin tưởng. Bọn họ sẽ tự động cảm thấy Tô Tiểu Bạch đang nói hô nói vượng, thậm chí còn hoài nghi hắn đang lừa dạt mê hoặc mọi người. Mà Tô Tiểu Bạch tất nhiên cũng lười giải thích với bọn họ. Dù sao thì cường giả chân chính luôn luôn không thèm quan tâm người khác đối xử với hắn như thế nào. Tô Tiểu Bạch chỉ cần làm tốt chính mình, hơn nữa suy nghĩ cách làm sao để giải quyết ngon lửa hắc ám trước mặt này là được rồi nói tóm lại là ngàn vạn lần không thể bị nó cháy lan lên người rất có khả năng nó sẽ lập tức cháy lan toàn thân tô tiểu bạch điều này không phải là thứ mà tô tiểu bạch sợ trên thực tế hắn cũng không sợ kẻ địch bắn ra ngọn lửa hắc ám sở dĩ tô tiểu bạch có suy nghĩ này đương nhiên là bởi vì hắn vô cùng thấu hiểu kẻ địch Hắn nhận ra được cường độ linh lực của kẻ địch có đẳng cấp ra sao, cũng có thể dựa vào nó để tiến thêm một bước trong việc tìm hiểu ra rốt cuộc lực sát thương của ngọn lửa hắc ám trên người kẻ địch mạnh mẽ bao nhiêu. Tô Tiểu Bạch hiểu rất rõ chuyện này, cũng tương đương với việc tiến thêm một bước thấu hiểu lần tấn công này của kẻ địch rốt cuộc mang lại bao nhiêu sức uy hiếp cho hắn. Mà Tô Tiểu Bạch đương nhiên là cũng nguyên nhân này mà hắn sẽ không chịu quá nhiều ảnh hưởng. Hắn nên né tránh như thế nào? nhưng mà lúc này trong lòng bàn tay của tô tiểu bạch bốc lên một sức mạnh cực kỳ cường đại hắn quyết định sử dụng chú dập lửa nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha